Thế là em đi vào thảo cầm viên thì em vô tình em bắt gặp ảnh đang hát trong thảo cầm viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký, nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy, và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Anh ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Do vậy em thấy là thôi, số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có là nghĩa một... là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ đúng kiểu rồi. Như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hay hài mà nó vui vui. Vui chứ, vui mà với em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Trời ơi. Tái ngộ, tái dạ, ngộ. Dạ lại tái ngộ nữa à? Tái ngộ là tái ngộ sao? Tại vì em cùng với Ngọc Lan đã đến nhà của hai vợ chồng gõ cửa thăm nhà rồi chị. Xin chào chàng trai nhạc sĩ mắt nai cha cha cha. Xin chào MC vui tính đẹp trai hài hước Quốc Thuận. Đã từng làm nền cho chị Thúy Nga hát bài mắt nai cha 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 suốt thời thanh xuân của ảnh. Thanh xuân của mình là gắn liền với mắt nai cha cha cha. Và cái mối tình đơn phương vẫn cũng gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cái đó là lỗ. Tới bây giờ vẫn còn yêu chị Thúy Nga. Cái đó là bạn đừng nghe cô ấy nói nha. Đừng nghe những gì cô ấy nói. Cái phần cuối, cái phần mà yêu thầm Thúy Nga là không có đâu quý vị. Bữa đi ra chợ có người hỏi rồi kìa. Chị Luân rất may mắn được ngày hôm nay đến với chương trình, gặp anh Thuận, chị Hồng Vân, dẫn bà xã tới để có những cái chia sẻ, tạm gọi là vạch mặt cho người xem. Gọi vạch mặt mà ở đây thú vị lắm. Cái cô gái bên đó thiệt á, quá là xinh xắn vậy đó à. Trước tiên thì cho em được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Liên Thảo, hiện tại thì em đang làm công việc là MC dẫn dự sự kiện, cũng như là em làm giáo viên. Hiện tại thì em cũng với cả anh Luân là đang có một công ty tổ chức sự kiện nữa. Cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ vâng, em với cả anh Luân là anh ấy sinh năm 82, còn em sinh năm 94. Cô hay gọi là cổ là con chó con. Em là chó già. Ê, cái cặp này bắt trend kịp ghê. Bắt trend sao chị? Bắt trend ra nè, bắt trend ra nè, nó nghe ra nè. Tại vì ngày xưa lúc mà quen nhau thì anh ấy hơn em một con giáp này. Đã thế anh ấy còn kiểu rất lo lắng, chu cấp. Xong rồi lo tất tần tật từ cái ăn, cái mặt. Nói chung là cái gì anh cũng lo, cho nên đúng là như một người anh, một người cha vậy. Một người cha, một người anh, một người bạn. Và đôi khi là em hay gọi đùa anh ấy là Sugar Daddy, còn em trời là Sugar Baby. Đó, bắt kịp trend dễ sợ. Sugar Daddy, Sugar Baby. Baby. Dạ không, mà dù em nhiều tuổi nhưng em vẫn trẻ. Và em không đồng ý với kiểu đấy. Em vẫn là Sugar Baby. Dạ. Ủa vậy cuối cùng là ai là Sugar lớn? Sugar Mommy. trời ơi, dễ sợ quá. Nhưng mà nói nào ngay nha, chị nói thiệt, hai đứa nhìn rất là xứng. Rồi bây giờ tới bạn giới thiệu về mình. Dạ, kính thưa hai MC xinh đẹp. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, em tên là Sĩ Luân. Dạ, em sinh 1982. Em là Sugar Baby của Sugar Mommy. Như vậy thì là em gạn lọc khơi trong, em tìm được cái Mommy Sugar của em là ở cái nhánh nào trong công việc của em? Dạ em tìm được cổ trong chùa. Em trong biết chùa. Em biết. Bữa nay chị mới gặp được bé này á, chị không tưởng tượng rồi, nó xinh xắn mà nó đẹp như một công chúa vậy mà trời. Mà lại chấp nhận luôn. Là có baby rồi luôn hả? Dạ vâng ạ. Cổ đã gài em rồi chị ạ. Trời ơi, công chúa nhỏ được nhiêu rồi? Bé hiện tại là được 6 tháng và bé hiện gần nặng gần 8kg và rất là kháu khỉnh, dễ thương, và đặc biệt em hay gọi là hoa hậu thân thiện bởi vì bé rất là hay cười, gặp đúng ai vậy. Cũng cười và ít bữa khi là khóc gặp lắm em ạ. Thôi đó mà đã cười sặc sủa luôn. Cười. Khi em đi chùa làm các khóa tu mùa hè, gặp một cô gái mặc đồ lam không make up gì cả, mà cổ quét dọn lau chùi này kia rồi phục vụ các ca sĩ, thấy thương quá. Ồ vậy đó. Và hả? Ở trong chùa nhiều ngày để phục vụ khóa tu khóa lễ, thì em thấy là đây là một cô gái có một cái sự tinh khiết trong tâm hồn, và những người trẻ mà cống hiến sức của mình cho cộng đồng, đó là cái điều rất tốt. Thì em cảm nhận đây là một cô gái có cái điểm chung với mình. Em không ngờ là sau đấy cổ đã cua em.
Tại sao lại có một cái phản ánh đó, đó. Là sao em? Em có cua ổng không? Người ta nói là phụ nữ thì yêu bằng tai mà đàn ông thì yêu bằng mắt. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ đó. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy, là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Và sau đó em ấn tượng nhất đối với anh Luân đó chính là cái sự giản dị của anh ấy. Bởi vì anh là một người nổi tiếng nhưng mà gặp ai anh cũng rất là hòa đồng, anh cũng chào hỏi mọi người một cách rất là dễ thương. Và anh ấy chủ động là làm quen với em luôn. Em cảm thấy rất là ấm áp. Và sao ta, tiếng sét ái tình đúng không ạ? Em có ý kiến này nữa. Em quý cô ấy nhưng mà cô ấy chủ động tấn công em. Tấn công bằng cách nào? Bằng nhiều hướng. Có nghĩa là sau đó hay là tại thời điểm đó luôn? Dạ sau đó chứ. Nhưng mà trước đó em có biết anh này chưa? Em biết anh ấy từ hồi mà còn nhỏ, em đã nghe nhạc của anh rồi. Hồi năm lớp 8 em được bố cho vào trong này để chơi. Tại vì ngày xưa là em ở Hà Nội. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp anh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký. Nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy. Và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Em được gặp cái người trong mộng của em. Em được gặp cái người mà gọi là giống như em yêu thầm. Mà lại, bây giờ em lại gọi là giống như là em chiếm hữu được toàn bộ người ấy, từ thể xác lẫn tinh thần, vật chất lẫn, phải nói là chiếm hết luôn đó, đúng không? Mà nhiều khi đúng mà thực sự là em không bao giờ tưởng tượng được là Sĩ luôn lại là chồng của mình. Khi mà em nghe như vậy em đã không? Tức là trái tim em nó giống như là nó thực sự là mình dùng cảm giác là nó vui sướng gì cực kỳ. Đúng vui không? Mà nó còn sướng nữa. Vì mình không nghĩ là một cái người mà thương mình lại là một cái người hâm mộ mình từ nhỏ như thế. Cho nên là ông Tơ và Nguyệt là có thiệt nghe mấy đứa. Cái lúc đó là đã yêu chưa? Lúc đó thì thật sự là quý thôi chứ chưa yêu. Chưa yêu đúng không? Nhưng mà mình thấy là một cái cô bạn trẻ, mình toàn là bỏ xứ mà vào trong một cái vùng đất mới lập nghiệp và chịu khó. Ngoài cái việc buôn bán này kia, ngoài đường ngoài xá, dành thời gian đi học, rồi còn đi vô chùa làm công quả, rửa chén, rửa bát, làm tất cả mọi thứ phục vụ mọi người, thì bản thân em cảm thấy là một cái sự yêu quý. Mình có cảm tình. Yêu thì mà không thể lúc đầu mình gặp nhau mà yêu được liền. Rồi đến khi nào thì mới là chính thức yêu nhau? 6 tháng sau liều nhau. Thực sự đến tận bây giờ cái khoảng thời gian mà em nghĩ lại em vẫn còn thấy sợ, đó chính là khi mà em vào Sài Gòn thì mọi thứ đối với em rất là mới mẻ. Em không hề có một người bạn ở đây. Thực sự là lúc đấy em rất là cô đơn và lạc lõng. Thì em chỉ còn cách là đi lên chùa để có thể là làm công quả, cũng như là mình có một nơi để mình nương đi về đó. Và vâng, có một nơi để mình nương tựa. Lúc đấy em không có một đồng nào trong người cả. Em quen một cô bạn ở trên chùa, cô mới bảo là thôi mấy giờ mày không có tiền thì mày qua nhà tăng mày ở tạm. Mà nhà của bạn ấy khoảng 20m2 mà có ba mẹ con ở, không có tiền. Thế là bắt đầu mới đi bán cái điện thoại của mình, bán được 200.000. Rồi hàng ngày đi bán sim dạo ngoài đường vậy đó chị. Xui ở cái là cái chỗ mà em làm thì nó lại giật tiền của em, nó không trả tiền cho em. Khi mà em thiếu tiền quá thì là em đành phải vay tiền bạn thân của em ở ngoài Hà Nội, thì bạn chuyển tiền cho em. Thì khi mà em ra ngoài ngân hàng em rút tiền thì cái thẻ nó núp bên cái máy của em, cái thẻ ATM của em. Thế là em không có cách nào khác, em đi ra ngoài ngân hàng để em cầm chứng minh thư đi để rút tiền, thì em để cái điện thoại trên bàn, thế là trộm nó cướp mất luôn. Lúc đó em cũng không để ý. Số đúng nhỏ. Thế xong rồi không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ. Em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Thực sự là nếu mà không có anh Luân thì em không biết phải là sống như thế nào trong khoảng thời gian đấy. Không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng tâm thân này để trả. Thôi cứ lại đi à, thí chủ à. Trời ơi, nhưng mà số xui đó, cô này gặp nhiều cái chuyện xui. Như vậy là hai bạn là yêu nhau mấy năm rồi? Yêu và cưới luôn là bà mấy năm rồi? Dạ, từ 23 tới bây giờ. Luân với Thảo là đã hình như là chưa kết hôn đúng không? Dạ, kết hôn rồi nhưng mà chưa cưới ạ. Đăng ký kết hôn dạ, thôi. Dạ, vì chúng em cố gắng đám cưới nhưng mà chúng em không chiến đấu lại con virus. Con virus đúng ra là trong năm nay. Dạ, thì là nhưng mà trước khi mà dịch xảy ra thì tụi em có làm một cái lễ hàng thuận tại Thái Lan. Chị đang muốn hỏi rồi em bé thì sao? Em bé ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Dạ, trong hoàn cảnh tai nạn ạ. Tai nạn sao? Cô ấy và em thường xuyên đi du lịch và bụng cô ấy không có tốt. Nhiều khi là 5 lần đi là coi như 2 lần vô bệnh viện. Là ăn không tiêu. Thì sau nhiều lần ở bệnh viện thì là cũng đau bụng, em nhớ bình thường. Rồi cô ấy chuẩn bị đi Anh du học. Là bé này á, đang chuẩn bị là đi Anh. Đi Anh, dạ. Nhận cái show cũng sau đó cũng cả năm đã trời. Đã ký hợp đồng với cả khách hàng rồi. Sau đó thì đùng cái là cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa, ướt cả cái tờ giấy. Anh ơi,
Em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Vâng. Hôm đấy là chỉ nghĩ là anh đưa em đi bệnh viện, chỉ nghĩ là để khám nội soi xem là có gì không. Thì nhưng mà bác sĩ nhất quyết là bảo là thôi siêu âm trước đi để xem là có em bé hay không đã. Sau đó thì trời, giống như là một cái tin động trời làm em đứng hình phải mà rất là lâu về sau em mới có thể tỉnh táo rồi mà em bước ra khỏi cái giường bệnh rồi để em xuống em đưa kết quả cho anh. Thế là em đưa cho anh tờ giấy thì em quay mặt coi đi anh nhìn đi. Nhưng mà còn Luân thì sao, khi mà Luân Luân có rung không? Luân cầm tờ giấy đó Luân ấy thì phản ứng em thế nào? Em thì mẹ nuôi của em bác sĩ Nguyệt là bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện Vạn Hạnh. Thì em đang ngồi nói chuyện với mẹ rất bình thường. Thế là mẹ với em đều phá lên cười. Chúc mừng. Thế là mẹ cũng nói là mẹ thấy con 40 tuổi rồi, sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa. Cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ thì hai mẹ con vui chúc mừng. À mày không bị vô sinh, mẹ em chúc mừng em. Nhưng mà trước đó là Luân có bao giờ sợ là mình bị mình bị cái đường con cái không? Cũng sợ á. Tại vì xung quanh em bạn bè đa số là không sinh được. Và có những bạn học trò của em kết hôn 10 năm cũng không có con. Và các ca sĩ học trò của em thì đôi khi định cư ở Mỹ một năm mà về đây vài lần để làm thụ tinh nhân tạo. Làm tới 4 lần thì mới được em bé hết tỷ mấy. Do vậy em thấy là thôi số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có là nghĩa là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ đúng rồi. Kiểu như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hài hài mà nó vui vui. Vui chứ, vui mà với em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Cả cô ấy và em cũng sốc. Tại vì cái plan của hai đứa thì có thể là 5-7 năm sau mới có. Còn bây giờ là còn quá nhiều công việc và hai người đang ở trạng thái độc thân. Nhà ai nấy ngủ, công việc xong về ngủ, Lan đang ngủ không lo gì cả. Thì có em bé là một cái trách nhiệm hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới. Và trước đó là hai người là ở riêng. Trước đó nha, nhà trước, ai trước nấy khi ở... có baby á, là ở riêng. Nhưng mà sau khi mà phát hiện có em bé rồi thì là hai người có thay đổi không? Lúc baby trong bụng thì đã thay đổi rồi. Đúng rồi. Là quyết định về ở chung để mà Luân tiện bề chăm sóc, đúng không? Em biết mình có em bé thì phản ứng của bố như thế nào? Bố em thì chắc chắn là bố em không vui rồi và không hề đồng ý cái việc mà chưa kết hôn mà đã có em bé, thì rất buồn về chuyện đó. Chắc chắn rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì bố em... Bây giờ thì bố cổ yêu em hơn yêu cổ. Rồi. Nghĩa là bây giờ hai bạn đã ở chung một nhà ở quận 7 và chương trình gõ cửa thăm nhà đã ghé thăm nhà rồi. Rồi. Thôi bây giờ mình qua cái phần 2 đi. Bà ngoại tuyệt vời lắm. Mục đích của hai người là lên đây để mà kể tội nhau nè. Chương trình phần 2 tố cáo vạch mặt nhau. Mình dùng cái từ vạch mặt đó. Mặt đâu? Từ em đi Liên Thảo. Vạch mặt tật xấu của ông là gì? Tật xấu của anh. Anh Luân á, anh ấy bị bệnh phong thấp cho nên là anh ở rất sạch. Chính vì lý do đó nhưng buổi sáng nhiều khi là hai đứa ở với nhau thì em buổi sáng em hay bị đau bụng mà anh Luân anh ở trong nhà vệ sinh phải mấy tiếng đồng hồ. Em bảo là anh ơi xong chưa cho em vệ sinh đi vệ sinh với, mà anh ấy đi vệ sinh mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhiều lúc mà em mót lắm mà em đi vệ sinh mà mấy tiếng đồng hồ luôn á luôn. Dạ thường em hay viết nhạc trong ý tưởng trong lúc mình tắm. Bữa nay mới biết được nha. Nó sẽ thoải mái ra ý tưởng và dĩ nhiên là có hai phòng tắm mà. Thì cũng cứ dành cái phòng tắm dưới với em. Phòng trên cũng có không đi. Ủa nhưng mà cái bài mắt na cha cha là ra đời trong toilet luôn hả? Dạ ở ngoài thưa anh. Ý tưởng thì ở trong nhưng mà nó ở ngoài. Phải ra ngoài. Rồi tiếp tục. Còn thật xấu vậy nè. Có một khoảng thời gian là anh bị tai nạn và bị mất trí nhớ. Chính vì lý do đó cho nên bây giờ tận bây giờ anh rất là hay quên. Hồi mà mới quen nhau, đang quen nhau thì hẹn em đi chơi. Alo em bảo 10 giờ anh đến đón em nhé. 11 giờ em không thấy anh đâu, em mới nhắn tin không thấy anh trả lời. Cái 12 giờ em gọi điện, alo anh đang ở đâu đấy? Hả? Anh mới ngủ dậy, hôm nay có gì không em? Xong em bảo là, ủa hôm nay anh hẹn em đi chơi mà em đang rất là đói, em đang đợi anh đưa em đi ăn đây. Ủa vậy hả? Sao anh không nhớ ta? Là anh ấy rất là hay quên. Thậm chí là vừa mới ăn xong một lúc sau đến chiều anh ấy đói là ủa hình như sáng mình ăn chưa ta? Không nhớ là đã ăn hay chưa nữa. Cái tai nạn đó mà bây giờ mà anh ấy như thế này là anh là siêu nhân rồi. Đúng rồi. Cho nên rằng cái đó là mình gác đi không phải thật xấu nữa. Nhưng mà bây giờ có cải thiện được không Lương? Dạ phải lưu vào điện thoại. Thì cũng muốn mua cái gì đó hẹn phải ghi lưu vào điện thoại. Liền. Dạ. Yeah. Tôi cũng vậy. Nhưng mà khổ. Tôi cũng bị luôn hả? Lương. Ghi hết, anh mua này cho em nhớ nha. Xong ghi hết. Nhưng mà quên đến chỗ mua. Quá chuẩn luôn. Có những khi mà em bảo là ủa sao anh chưa mua sữa, chưa mua tã cho con vậy? Ủa em có nhắn anh mua tã hả? Có, anh kiểm tra tin nhắn đi. Anh quên mất. Cái lúc mà em mang bầu á,
anh ấy thấy em bầu vất vả quá, tại vì nặng quá rồi còn đau nhức tùm lum, thì anh luôn anh thấy thế, anh ấy bảo là sao bầu cực quá thì thương quá, mới nói là thôi em chỉ cần việc đẻ thôi, đẻ ra thì tất cả anh lo. Ôi em hy vọng mấy câu nói đấy lắm, cho đến khi đẻ em bé ra anh ấy đi mất hút, không thể ở nhà. Cũng thông cảm cho anh ấy, bởi vì là ngoài việc là vừa là chồng vừa là cha ra thì anh còn làm quá một người việc. Nghệ sĩ lại còn rất là nhiều công việc, cho nên là cái khoảng thời gian dành cho gia đình rất là ít, và chính vì thế cho nên là dù mà mới sinh em bé xong cho đến tận bây giờ thì em cũng phải là đa phần là em là người chăm em bé nhiều hơn chồng em. Và em cũng mong là chồng em có nhiều khoảng thời gian hơn dành cho hai mẹ con. Đó là phần mong muốn, đúng không? Mong muốn luôn. Dạ. Em mong muốn thay đổi luôn đi, mong muốn luôn đi. Mong muốn là chồng ơi, bây giờ thì vợ biết là chồng là một người rất là thích làm từ thiện này, rất là thích làm những công việc xã hội. Tuy nhiên thì hai mẹ con rất là cần anh. Anh có thể nào mà bớt chút thời gian quý báu của mình để về nhà và chơi với con nhiều ăn hơn cơm, được không? Chơi với vợ, chơi với con. Vô điện thoại nha, em phải lưu cái câu này vô điện thoại. Chơi với vợ con mỗi ngày. Thậm chí là có những ngày em nằm em chăm con mà em mệt quá em nằm ngủ thiếp đi. Thế là em nằm ngủ em nằm mơ luôn, em nằm mơ là anh ấy về nhà luôn ý. Nhà em mỗi lần mở cửa ra thì sẽ có cái tiếng tò tí te. Thế là em nằm mơ là có tiếng mở cửa của anh ấy về, xong rồi anh sẽ nói là ba đây ba về rồi đây. Nhưng mà em nằm mơ về xong một lúc sau 5 phút sau là em thấy có tiếng mở cửa về. Trời ơi, em mừng quá, em mở mắt ra em chạy ra, hóa ra không phải là anh Luân mà là mẹ em về. Trời ơi. Chưa thương quá mà trong giấc mơ cũng thấy luôn đó. Mong đó. Rất là mong về luôn ấy ạ. Rồi bây giờ tới Luân. Dạ. Tật xấu của cô gái xinh đẹp này là gì? Một cái tật xấu khủng khiếp, đó là luôn luôn lấy tiền quen. Luôn hỏi là hôm nay em đi làm về có mệt không? Có kiếm được nhiều tiền không? Đến tháng lãnh lương chưa? Đưa em để em cất vô két. Và em luôn mua cho cô một két bự thật bự để trong phòng riêng của cô. Và hàng ngày cô mới ra mở vô và cô đếm luyện tập vẽ ngoài như là luyện tập luyện tập vì cái luyện món tay. Nhưng cái điều hay là khi mà em đưa tiền cho cổ thì nó lấy còn lại rất khó. Dạ không, nó còn nguyên. Sao em cứ đem tâm trạng của em mà em áp đặt cho mọi người vậy đi, khổ ghê. Hỏi mình hỏi mà lấy tâm trạng của mình hỏi á, tức là hạ tiền đưa đi rồi là khỏi lấy lại ha. Riêng về trường hợp mắt nai cha này nha. Cái tật xấu là thích giữ tiền của chồng, nhưng là cái điều lạ là khi mà em cần cô lại đưa. Bất cứ gì là cô tin tưởng là em sẽ làm những cái điều đúng, những cái điều tốt. Còn những cái tật mà đáng yêu cỡ vậy trẻ nữa con không? Ví dụ như là thích chơi mấy trò mạo hiểm, cái trò đu quay chổng đầu lên rồi vậy là giống Bí Ngô y chang luôn. Hay đó. Là đứng Bí Ngô trên cao lao 12 tuổi thôi đó. Vậy là không thấy sự nguy hiểm, mình nhìn thấy là thôi. Lỡ khi nào mà thang nó hư hay là ốc nó rớt ra mình té cha xuống rồi thôi, không chơi. Đúng là tâm lý của người cha đó. Không, đúng là tâm lý người cha với người mẹ mà nhìn con chơi nó sợ lắm, nó đòi. Còn bà này là cứ vô là mua vé mua chơi, nghĩa là mới thấy bà đây mất tiêu rồi. Này đâu rồi. Cô này là thuộc mua thích khám phá, thích rừng rú, thích đi phượt đi này kia cộng đúng em. Nó nít mẹ em ơi. Em thì không. Mình phải vì an toàn. Uống trà, đánh cờ, nho nhã. Trà, một sở thích rất ư là trẻ trung đó. Trẻ trung á, trà đạo, đồ này cái nọ. Rồi nè, có vô tư không? Và có bao giờ bị lừa gạt, bị dính lừa không? Đó, ai, bị ai? Bạn này. Cô này bị ta lừa hoài. Giờ mong muốn thay đổi rồi, gì? Em mong muốn cô thay đổi gì nè? Em mong muốn là cô sẽ ít nhằn chồng lại. Em rất muốn là cô có một cái cuộc sống nó đầy đủ. Do vậy mình phải làm việc. Và em nghĩ là cái làm việc không phải là cái trách nhiệm của mình không đối với gia đình, mà đối với đối tác của mình. Cái thời gian dĩ nhiên là trong ngày lúc nào mình rảnh là mình 3 giờ em con liền. Hy vọng là bà xã em sẽ không sáng chưa về nữa. Thế nào để cuộc đời em bớt khổ. Chị hiểu được cái quan điểm của em, nhưng đồng thời chị cũng hiểu được cái tâm trạng của Thảo. Em chưa quen được cái cuộc sống, cái cuộc sống gia đình hôn nhân nó phải như thế nào. Nhưng bây giờ là nó đã ở trong quỹ đạo đó rồi, mặc dù em chưa muốn, nhưng em phải chấp nhận là cuộc sống của em bây giờ, em, gia đình em là cái nơi cần em nhất. Xã hội cần đến em, mọi người cần đến em, nhưng cái người cần em nhiều nhất là vợ và con của em. Mọi người nghe có vẻ giống như là em đi làm suốt này kia, thực sự nhu cầu bà này nhiều. Cái nhu cầu bà đòi hỏi em nhiều chứ không phải là em đi xuống khổ quá. Thì cái đó là chị không biết, cái đó là nội bộ của hai đứa tụi em. Cô thấy chưa?
cả cộng đồng xã hội nhìn tôi với một thằng đi làm hoài không về với vợ con, trời ơi tôi khổ quá. Thật ra đâu phải là đi làm suốt mà là do là vợ đòi hỏi nhiều và muốn thêm, đúng không? Lúc nào cũng muốn chồng mới xuất hiện ở nhà. Cô này có một cái tính vậy, nghĩa là chồng là gì, là phải ở nhà. Hai vợ chồng phải về thỏa thuận lại. Thỏa thuận lại phải thỏa thuận lại trước khi vạch mặt nhau trên sóng truyền hình để mọi người không hiểu như mưa. Khóc như mưa, ta không hiểu là chắc cha này đi suốt không thấy về, trời ơi. Ta yêu là lúc nào ta cũng muốn vậy, nhưng mà bây giờ không những vợ yêu còn con yêu mình nữa. À, riêng cô bé kia là cô yêu em đó, cô không yêu mẹ cổ. Và mẹ cổ thường xuyên chửi cổ và em. Hai cha con mày mặc bánh bao như nhau. Cảm ơn Sĩ Luân, cảm ơn Liên Thảo. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nha. Xin cảm ơn hai bạn. Nhìn thấy tướng tiểu thư này chắc cũng ở nẹn thôi. Em kêu lên dưới cái chân gà, bọn em chơi luôn, xé tay ra ăn luôn, ăn hết luôn, thêm đi nữa luôn. Như vậy là 3 năm sau tụi em mới gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên á. Là qua rồi, cái vòng phụ huynh đó đúng không? Lúc đó ba cũng vào nói với em mà ba thử nó cho nó say mà đô nó cao quá ba chịu hết nổi, ba ngủ đi. Em cũng không biết nữa, nhưng ban ngày thì có tắm rồi xịt dầu thơm đi làm, nhưng buổi tối về thì không có tắm. Buổi tối về là mình hửi hết. Là nhậu về sợ chết. Tắm lên một cục như thôi, nhưng mà ngày nào cũng nhậu về thành ra cũng vậy thôi. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai vợ chồng. Mời em giới thiệu cho mình. Xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân, xin chào khán giả ạ. Em là Lê Thị Thu Hà, năm nay em 25 tuổi và em đang làm công việc kinh doanh mỹ phẩm ạ. Dạ xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận cùng quý vị khán giả. Em tên là Đức Anh, năm nay em 33 tuổi, em đang làm chuyên viên của Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai. Hơn bà xã tới 8 tuổi luôn á hả? Dạ. Hai vợ chồng các em là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ hai vợ chồng em thì quen nhau qua mạng. Lúc đó là em cũng là đang kinh doanh mỹ phẩm ấy, thì anh có nhắn tin rồi theo đuổi em mà lúc đó em là sinh viên thì... Nhắn tin gì? Đòi mua mỹ phẩm hay là? Dạ không, nhắn tin cua thôi. Vậy hả? Dạ. Mà sao Đức Anh lại biết cái Facebook của cô này? Tại vì kiểu như giờ nghỉ trưa anh là mình rảnh rảnh mình coi mình sợ thấy cái này cũng được nên là mình nhắn tin cua. Cái câu đầu tiên em nhắn là nhắn sao em? Nhắn chào hỏi rồi ăn cơm chưa chứ cái kia. Có cái trả lời sơ qua thôi, còn hoặc là không trả lời luôn. Nhưng không biết sao có 3 năm sau ấy thì anh vẫn tiếp tục nhắn tin cho em nữa. Trời ơi, trong 3 năm đó là anh có thường xuyên là nhắn tin trao đổi với em không? Dạ không, lâu lâu thôi. Cứ nhắn tin xong bật thời gian rồi lại quay lại nhắn tin giống tiếp. Kiểu hên xui ấy. Xong giống rồi... như mình bỏ vốn đó phải không em? Bỏ vốn như vậy là em cũng nhắn nhiều Facebook khác nữa. Nghĩa là xong rồi đến đâu có một ngày đó mưa tình cờ thôi. Anh cô ấy, vợ em mới đồng ý đi uống nước với em. Xong rồi đi ăn uống kia. Thì nhìn thấy tướng tiểu thư này chắc cũng ở nẹn thôi. Em kêu lên dưới cái chân gà. Bọn em chơi luôn, xé tay ra ăn luôn, ăn hết luôn. Thêm đi nữa luôn. Như vậy là 3 năm sau tụi em mới gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên á. Dạ. Phải không? Thì dạ. Em gặp ngoài đời thì em thấy sao? Lần đầu tiên, ấn tượng lần đầu tiên á. Dạ em thích lắm. Mà xinh không? Dạ, xinh giống hình nền không? Dạ. Vậy còn em thì sao? Thì ra uống cà phê thì thấy anh này cũng nói chung là tính tình cũng thiệt ý. Cách ảnh nói chuyện không có đi qua như mấy chàng trai khác. Đó. Thì mình cũng có cảm tình ngay lúc chắc đầu. Chắc là cũng đi ăn chân gà với nhiều chàng trai khác lắm rồi nè. Dạ đó thì em đi với nhiều, rất là nhiều bạn bè luôn. Bao lâu thì hai người mới chính thức quen nhau? 2-3 tháng sau. Em bỏ vốn vô nhiều không? Có mà 2 lít chân gà thôi. Còn có 2 dĩa thôi. Ủa, là sau đó là không có, có... Không có nhưng mà vợ xử lý hết. Em trả tiền hả? Dạ. Ồ sao kỳ vậy? Ảnh có trả tiền cho mình lúc đầu thì mình cũng sẽ giao, mình cũng trả tiền qua lại cho anh lúc sau. Hai vợ chồng cứ trả qua trả lại thôi chứ không có cố định là một mình anh phải trả. Ờ đó xem hay quá vậy. Em cố tình em thử lòng thôi đúng không? Chứ em đi làm em thấy là nhiều cô cũng đẹp hết nhưng mà anh giống kiểu bào quá bỏ chạy luôn. Bào quá. Bào quá luôn. Còn có thử có nhiều cách khác nữa không? Em đến đón đi chơi em lấy xe điện em chở đi. Xe đạp điện. Và lúc đó em có nghĩ anh là khó khăn không? Dạ thì lúc đầu em cũng nghĩ là anh đang khó khăn. Em thì không có quan trọng lắm cái việc là người yêu mình phải giàu vậy á. Quan trọng là người ta có ý chí làm thôi. Mà lúc trước ấy, trước đó thì em cũng có suy nghĩ là phải cưới chồng thiệt giàu à, là phải quen toàn đại gia đi ô tô này kia. Nhưng không biết sao gặp anh này thì em thay đổi hoàn toàn hết. Bao lâu thì mới là chính thức quen nhau, yêu nhau? 3 tháng thì tụi em chính thức quen nhau. Hôm đấy nói quen nhau là vợ đồng ý rồi. Nhưng mà bà kêu thôi
dẫn về cho ba má xem chỗ bạn con như nào á. Cái bà kêu thôi chắc chú cháu mình làm tí, nhậu đâu từ 8 giờ đến tầm 12 giờ hết thùng bia rồi. Chú kêu chứ, ba kêu chứ, thôi chắc làm chú 3 ly rượu nữa đi, làm tiếp tới 2 giờ sáng luôn. Kiểu như là thử mình xem là có lầy lội lầy nghè hay không á. Sau đó sau em thấy ba cũng mệt rồi. Em bảo thôi chú cho con mệt, con xin phép con ngủ. Thế là coi như là hôm đấy xong qua vòng đó. Là qua rồi, cái vòng phụ huynh đó đúng không? Lúc đó ba cũng vào nói với em mà ba thử nó cho nó say mà đô nó cao quá ba chịu hết nổi ba ngủ đi. em có đưa bạn này về nhà bên em không? Dạ có. Lúc mà em quen vợ em, em không nghĩ rằng lúc đó nó xảy ra quá nhiều cái biến cố đấy. Bố em ốm trong vòng một tháng nữa, đúng một tháng mất luôn. Nhưng mà lúc đó em quen rất nhiều cô lắm, cũng nhiều. Nhưng lúc đó nhìn có mối vợ đến phụ em, em thấy luôn kiểu là ông trời sắp xếp cho mình. Xong rồi sau đám ấy thì em cũng nhấn về với thiệu mẹ đây là người yêu con kia đó. Vợ em giống kiểu một món quà ông trời sắp đặt cho em nên rất quý. Từ cái lúc quen nhau cho đến lúc cưới đó là bao nhiêu lâu? 3 năm ạ. Trong 3 năm đó các em có ở chung với nhau không? Dạ có ạ. Lúc mà gần cưới thì cách mấy tháng ấy, gần hết sinh viên rồi thì ký túc xá cũng sửa lại. Người ta không có cho sinh viên ở nữa. Thì em cũng tính đi tìm trọ. Nhưng anh này nói thì đúng, thôi anh ở chung cư. Nên là qua ở với anh. Tại vì lúc đó anh không phải sống một mình, tại có mẹ anh nữa. Nói chung là mẹ anh cũng có xuống nhà em. Cũng nói là thôi cháu giờ nó không ở được ký túc xá thì thôi cho qua đấy, tôi nấu cơm, rồi nấu đồ ăn cho ăn, rồi đi học về vậy đó. Thế là ba mẹ em cũng đồng ý. Mới đầu thì kêu về ở với mẹ. Mẹ dụ, mẹ chồng là người dụ em về. Về ở chung với mẹ nhưng mà có ở phòng mẹ không hay là ở phòng khác? Em ở phòng khác. Phòng đó mấy người? Dạ có 2 người. Thôi, vậy biết rồi. Nhưng mà mẹ thì sao, mẹ em? Mẹ em thì lúc đầu thì không có biết em ở chung với anh đâu. Cứ nghĩ chắc ở nhà thôi nhưng là ngủ với mẹ. Với lại là mẹ có lên thì mẹ cũng không có ở lại buổi tối á, cho nên mẹ cũng không biết. Thưa các em ở suôn sẻ đến cái ngày cưới là nó suôn sẻ đúng không? Suôn sẻ tới ngày cưới thôi, là do là nhiều khi có một mình em lo đám cưới thôi. Lo quá đến lúc mà ngày mai cưới rồi á, nhìn tối nay nó sốt mà sốt giống kiểu sốt siêu vi chị. Mờ mắt luôn, em không thấy đường luôn. Cũng may á có cái anh bác sĩ ở gần nhà, anh mới sang anh truyền cho cứ 2 tiếng một chai hạ sốt. 2 tiếng hạ sốt truyền tới sáng luôn đó. Đến lúc mà đi xuống nước dâu người ta cũng bia đúng không? Em lại có cái 2 viên hạ sốt trong đấy. Trong nước lọc á, cầm này nè, cứ người ta uống mình uống, người ta uống mình uống. Trời tội nghiệp không? Nhưng mà lấy vợ xong thì thấy hết là hết. Sau đêm tân hôn là hết sốt luôn anh. Tụi em là lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 1 năm 2 tháng rồi ạ. Có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Chưa, chắc là cũng biết được tật xấu của nhau đúng không? Dạ nhiều lắm ạ. Nhiều lắm ạ. Chồng em thì ở dơ cực kỳ. Thì bình thường đi chơi với mình thì đưa đón mình thì chứ ảnh biết là hôm nay đi chơi với mình cho nên là tắm rửa sạch sẽ rồi xịt dầu thơm thơm phức ra mình đâu có biết đâu. Nhưng khi mà mình về mình ở chung á thì mới biết là không có tắm. Thế là ổng sợ tắm rồi sao? Em cũng không biết nữa, nhưng ban ngày thì có tắm rồi xịt dầu thơm đi làm, nhưng buổi tối về thì không có tắm. Lý tối do về là mình hửi hết là nhậu về sợ chết mình tắm lên một cụi nên thôi. Nhưng mà ngày nào cũng nhậu về thành ra cũng vậy thôi. Rồi cái tật xấu gì nữa là nhậu nhiều á chị, tuần là đi hết 6-7 bữa luôn. Ủa bây giờ vẫn còn hả? Dạ. Vậy là sẵn em mong muốn chồng mình thay đổi cái gì không? Em mong muốn là chồng em bớt nhậu lại, về sớm với em và dành nhiều thời gian cho gia đình thôi. Dạ tại chồng em là cũng như là tuyệt vời lắm, chỉ có nhậu là hơi làm em buồn thôi, chứ còn chiều em cực kỳ chiều. Vợ thích cái gì cũng làm, vợ sai cái gì cũng làm. Nói chung là nhiều khi mà em ở trong phòng á, em khát nước anh ơi ra lấy cho em ly nước, anh ơi em thèm xoài nửa đêm nữa không vậy á, anh đang ngủ mà em gõ anh, em nói là anh chạy ra anh lấy hết. Chỉ có cái việc là nhậu thôi. Rồi giờ tới bạn đó. Và em có cái đam mê là giống kiểu là muốn làm cái gì làm liền, đang thèm cái gì á từ đi mua, không phải đi ngay, phải làm ngay. Nít mà em chấp làm cái gì mà mỗi lần mà ổng làm đúng ý là có ngắt có nhéo rồi nguyên cánh tay luôn anh, coi như là không còn chỗ trống luôn. Thật quá bức xúc quá không làm được á. Biết rồi, đưa tay qua lên làm phập lên đầu cắn hả? Cắn chồng cắn hả? Vậy tay đó rồi tay trái này phải là ngực thì tùm lum hết rồi. Khi em đang ngủ mấy chuyện đi xỉn nhậu vậy, nhưng nghe nói phát trời rồi nguyên một dấu răng ở đây cắn ở đây là cưng em ơi, cưng
cưng thì mới cắn đây. Đau lắm, rất là đau. Dạ, tôi muốn cắn, mỗi lần cắn mình quạo mình chết, mình nó cưng gì mà cưng. Đau lắm, đau. Nhưng người vợ người ta đang cưng chồng người ta mới cắn. Ý là vậy, còn em đau kệ em. Nhưng mà bây giờ cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi nhất là điều gì? Em mong muốn là vợ chỉ khoan uống xíu. Ừ. Khi vợ làm quá quên cả ăn luôn đó. Ngày ăn bữa, hai bữa vậy đó, ăn lặn xạ vậy đó. Em mong muốn là thì lúc nào đó anh mà không có thời gian mà chăm cho em thì em cũng phải tự biết chăm cho tự mình, biết đúng không? Ăn uống mà đừng có quên ăn. Khi mà một người ốm là rất là nhiều chuyện xảy ra, nó mệt. Em lo rồi thôi. Đúng rồi. Dạ, tại vì công việc của em ấy thì nhiều khi đang nhắn tin với khách hàng hoặc là đang training các bạn ấy thì mình đang hứng như vậy ấy, mình không có dừng lại mình ăn được. Nhưng khi mà qua cái cử đói bụng á, thế là mình không có thèm ăn nữa. Thì bây giờ em phải sắp xếp. Nhiều khi các bạn gọi đột xuất cho mình ấy chị. Thì đó, dạ. Ý chị mới nói là bây giờ em phải tìm đổi lại cái phương pháp ăn. Ví dụ như thay vì mình không đúng bữa thì mình sẽ ăn, mình ăn theo kiểu mà ăn vặt á, ăn nhiều bữa. Đó, cứ tranh thủ ăn được là mình ăn thôi. Vậy. Cái lúc mà cái sức mình bắt đầu nó cụp xuống rồi á, là vực lên không có nổi luôn. Đó, rất là nguy hiểm. Đó là chồng cưng quá, chồng mới để ý vậy đó. Còn cái chuyện nhậu của chồng thì thực sự là nan giải. Tại vì cái công việc của chồng em á, đối tác, bạn bè đủ thứ đúng không em? Bây giờ cũng hạn chế rất nhiều á. Bằng hết khả năng của mình em có thể... Cái nào mà em có thể chừa được hoặc là cancel được cái đó thì em cố gắng dành cho vợ. Biết là em cưng em chiều vợ đó, nhưng cái thời gian để cưng chiều đó nó ít ỏi quá thì chạnh lòng á em. Thực sự là chạnh lòng. Với lại bây giờ là chưa có em bé nha, cái lúc mà nhất là những cấn bầu á, trong cái thời gian mà 9 tháng 10 ngày á, là cái thời gian nó dễ tuổi thân lắm luôn. Rồi xong rồi sanh ra rồi ha, còn tuổi thân hơn nữa nếu như mà bên cạnh mình không có người chồng của mình. Thì cái việc này là hai em phải tự sắp xếp thôi, chứ không ai có thể can thiệp được trong cái cuộc sống gia đình của tụi em. Đúng không? Cô muốn có em bé chưa? Dạ em thì chưa, tính sang năm nữa cơ. Bé nó 25 à, bé nó mới 25 thôi. Rồi, lo công việc và lo tận hưởng cuộc sống. Thôi chúc luôn đi hai em nha, mọi thứ suôn sẻ, công việc thuận lợi, phát triển nha. Qua năm sau muốn gì có đó. Cảm ơn anh. Nha, xin cảm ơn hai em. Chạm mặt đầu tiên là em thích ảnh rồi, nhưng mà em nghĩ ảnh là chất gay á chị. Em nghĩ ảnh gay lắm. Ủa đó giờ em không biết hả? Em không biết, thích thì thích nhưng mà vẫn nghĩ giống đây. Đầu tiên cái anh này nè hiền lắm nha, đừng có ăn hiếp ảnh nữa. Sửa tính lại đi, mẹ không cho mày quen thằng nào khác nữa, mày phải lấy thằng này cho mẹ. Mày không lấy thằng này mẹ không cho mày lấy chồng. Rồi là lúc mà em chỉ muốn như trong phim Hàn Quốc á, là khi mà mình bỏ đi là anh sẽ kéo tay mình lại nè. Mà em không kéo luôn, xong rồi em đứng ngay cầu thang em nói trời sao giờ chưa ra chưa kéo nữa chứ đâu nghĩ nữa. Mà bây giờ mình vô ngủ thì mình quê lắm nên là em nói là giờ mình giả bộ mình xuống mình kéo cửa đi rầm rầm đi mình bỏ đi. Dạ đúng rồi, cho chạy xuống kéo cửa ra cũng không chạy xuống gì, quê em á, đóng cửa lại thì cũng phải đi. Mà đi mà cứ nhìn em cứ nhìn lại ủa sao chưa ra nữa. Dạ mà khuya rồi, 11, 12 khuya rồi mà em mặc đồ ngủ nữa mà em không có điện thoại không có tiền. Mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng thứ hai. Dành một tràng pháo tay đón chào họ nào. Xin chào hai em. Mặt chú rể dễ cưng quá, có ga hài dễ sợ luôn. Giống như một cái nhân vật hoạt hình gì đó mà anh chưa nghĩ xa. Dễ cưng vậy. Em tên là Trương Thành Sang, em sống ở Sài Gòn từ nhỏ đến giờ luôn. Em là làm hành chính là làm kế toán, còn sau hành chính là em làm spa công nghệ. Em nhiêu tuổi rồi nè? Dạ em nay 27 tuổi chị. Mời em. Dạ em tên là Nguyễn Ngọc Thiện, em cũng sống tại Sài Gòn từ nhỏ tới lớn. Công việc hiện tại của em là diễn viên múa. Em sinh hoạt trong vũ đoàn ABC. Dạ. Em chờ đoán đi nè. Đi đi spa công nghệ gặp nè. Tại vũ đoàn hay đổ mồ hôi dữ lắm. Cho nên cái tai nghe nó hư. Tai nghe nó bị ướt nhẹp à. Cái lòng bắt đầu nó lên mạng coi bây giờ spa bây giờ muốn làm cái tai nghe cho nó mới thì sao. Đúng nghe cái ông tên Sang cũng làm spa công nghệ. Dạ em nổi tiếng lắm anh. Rồi một ngày đẹp trời cái mang cái iPod ra mà nó đang thù lùi vô giọng là chúng ta. Cuối cùng làm xong hai người gặp nhau chạm tia mắt đầu tiên là cuối cùng quen nhau luôn. Đúng không? Dạ không. Hai đứa quen sao nè? Dạ tụi em là có cái duyên từ nhỏ. Mẹ em thì buôn bán đồ ăn sáng trước hẻm nhà ảnh. Cái năm đó là em học lớp 11 thì em học xong là em ra phụ mẹ để dọn hàng về á. Ảnh hay ra mua đồ ăn sáng của mẹ em ăn. Em thấy ảnh đẹp trai bóng bẩy lắm, trắng
mà dễ thương lắm, không có xấu như bây giờ đâu. Xấu bây giờ rất là giống cái phim gì quá. Đúng đó rồi, ai cũng nói được á. Chạm mặt đầu tiên là em thích ảnh rồi, nhưng mà em nghĩ ảnh là chất gay đó chị. Hả? Em nghĩ ảnh gay lắm. Ủa người đó giờ em không biết hả? Em dạ, không biết thích thì thích, nhưng mà vẫn nghĩ giống đầu tiên là thích, nhưng mà thích gay. Suy nghĩ là dạ đúng rồi, có phải là gay hay không? Dạ đúng rồi. Đó là em thì sao sao? Dạ thì em cũng có tia vợ em từ lúc bán bánh mì á anh. Ừ. Là lúc đó là em ra em ăn hoài anh. Bánh mì em... ngon không? Dạ ngon. Vô luôn bán không? Dạ là... không. Tại biết mẹ vợ em trước rồi, em hỏi là cho con xin Facebook của con gái bác. À. Thì em lên em coi thì em thấy vợ em có là có bạn trai rồi. Em hơi thất vọng. Cho nên thôi em để nó luôn, không có nói quan tâm nữa. Dạ. Để đến khoảng 5 năm sau là mẹ em không bán mì nữa mà bán bánh tráng. Lúc đó là em đang đi nghĩa vụ từ đơn vị về, thì em thấy trên mạng là vợ em bán bánh tráng, cho nên là em vô em ủng hộ, đặt ship tới anh, bạn trai giao tới, em lại thất vọng nữa. Ôi thất vọng. Dạ. Tội nghiệp em thiệt á, năm đầu ăn bánh mì để ủng hộ, nó vẫn có bạn trai. Chuyển qua bánh tráng rồi mà vẫn ta có bạn trai. Ăn bánh tráng nó dạ, vẫn có bạn được, trai. Năm năm sau bán là bịt lộn đúng không? Năm sau nữa là chuyển qua là bán cái gì vậy anh? Trà sữa. À bán trà sữa. Rồi, trời toàn là tiên không mà toàn dạ, là mốt tiên. Vẫn có bạn trai anh. Vẫn có bạn trai. Nhưng mà em vẫn thích. Tại vì boss nào em cũng phải like, em thả tim hết để em tương tác với vợ em. Cái đau đớn là vẫn còn ông bạn trai nữa. Rồi đến cái lúc nào thì mới hết ông bạn trai? Đến lúc vợ em là đăng lên là đang buồn, là mới chia tay xong. Em thấy cơ hội tới rồi, em tấn công liền. Em vô em hỏi thăm trên trời dưới đất, hỏi ba, hỏi mẹ, hỏi tùm lum hết. Để em có cớ để em hẹn vợ em cà phê. Nhưng mà rất chảnh. Em hẹn 2-3 lần không bao giờ đi được. Tại vì em là diễn viên múa anh chị, nên là ảnh đi làm về á là bắt đầu vợ em đi làm, nên là không có khớp nhau được. Em cũng thấy ảnh là cũng nhiệt tình tâm sự quá, ngày nào cũng nhắn tin á, rồi hỏi ủa em với bạn trai em sao rồi, có về chưa này kia. Em nói dạ thôi em không để ý tới đâu. Xong ảnh nói là đúng rồi em, đừng có quay lại nha, đừng có quen lại. Mấy người đó không tốt đâu, đừng có quen lại. Em nghĩ ảnh là chỉ là chia sẻ. Dạ đúng rồi, anh trai mưa thôi. Em từ chối anh hoài, em thấy ngại quá. Em gọi thì em rủ anh đi cà phê là đúng hai đứa mừng không em? Dạ, lúc đó em bất ngờ lắm anh. Em đang ngồi, em đang làm việc như nè, tự nhiên có cuộc gọi đến, số lạ anh đâu biết đâu. Anh nói alo, anh hả, uống cà phê nha. Anh em bé Thiện nè. Cái đó tim em đập nhanh lắm. Cái em cũng đồng ý thì có cơ hội đến mà anh phải chớp liền. Rồi coi như xong hôm đó là hai đứa chính thức quen nhau đúng không? Dạ, dạ chưa. Tụi em quen nhau chính thức là sau sinh nhật của em á. Là sau đó bao nhiêu lâu? Sau 2 tháng. Rồi mẹ em biết tin là em quen với bạn này, mẹ em có vui không? Cái ngày đầu tiên mà ảnh chở em về á là sau cái bữa cà phê đầu tiên luôn á. Mẹ em thấy ảnh, mẹ em lo em vô nhà, mẹ em nói trời ơi Thiện ơi, lấy thằng này đi, lấy thằng này đi. Hồi nhỏ ảnh 1-2 tuổi á là mẹ em mang bầu em á, là mẹ em có nựng ảnh rồi. Dạ là tại vì gần nhà nhau á chị, nên là cái nhân duyên rồi, nhân duyên. Dạ ảnh thấy mẹ em mà cái bụng bự gì á, mẹ em kể lại là ảnh chạy, ảnh cứ chạy mà mẹ em cứ bắt lại nựng ngắt. Em nói giỡn với mẹ em á là hồi xưa mẹ test thử á, bây giờ con xài. Sau khi mà mẹ nói lấy thằng này đi, lấy thằng này đi, thì lúc đó cái suy nghĩ của em trong đầu là sao? Dạ em cũng thích lắm chị. Em thấy ảnh hẹn mình ra vậy đó là biết là chắc chắn ảnh sẽ muốn tìm hiểu mình. Em cũng nói là dạ con biết rồi. Em nói là cái anh này nè hiền lắm nha, đừng có ăn hiếp ảnh nữa. Sửa tính lại đi, mẹ không cho mày quen thằng nào khác nữa, mày phải lấy thằng này cho mẹ. Mày không lấy thằng này, mẹ không cho mày lấy chồng. Rồi, rồi dạ. Sau đó là cái như 2 tháng sau là tới sinh nhật em. Dạ, chuyện gì xảy ra? Vợ em dụ em uống chút em hoài, em đâu uống đâu, mà bắt em ép em uống. Thì em cũng uống, cái em xỉn quá, mất lý trí luôn anh. Phải làm gì? Ngồi sát sát với em vậy đó, em cũng có cớ mà em ngồi em ôm luôn. Em ôm. Rồi em đưa vợ em đi về. Về đâu? Dạ không biết. Anh cũng ghê lắm anh. Là em thấy ảnh sắp sáp vậy đó. Anh không chịu nói là ờ em ơi là bạn gái anh nha. Anh cũng không chịu mở lời. Mà anh cũng cứ ngồi sát sát cả cả mình vậy đó. Thì mình bực chứ. Bữa đây em uống cũng nhiều. Khoan về đi, anh đưa em đi, hai đứa mình tâm sự. Tâm sự đi, hiểu nhau. Thì em nghĩ là à chắc đây là muốn nói rồi đó. Thì bắt đầu ảnh mới chở em đến chỗ đó. Lúc đó là cũng khoảng 3 giờ sáng rồi chị. Tại vì đi sinh nhật mà đi 2-3 tăng lận, xong rồi không biết tâm sự kiểu gì mà sáng dậy thấy hai đứa không có mặc đồ. Cái chỗ đó thì không lẽ bây giờ ở ngoài công viên mà không mặc đồ. Cái thằng này thật sự.
Nhưng mà trong cái lúc mà hai đứa tâm sự đó, phụ huynh có gọi điện không? Dạ có. Mà mẹ em gọi thì lúc đó em cũng ngủ rồi, thì chồng em bắt máy thôi. Rồi sao? Rồi mẹ nói sao? Hai đứa đang ở đâu vậy? Khuya rồi đó, về nhà đi. Dạ, là bé Thiện á, đang mệt quá, như là xin ngủ ở ngoài. Ừ. Thì cái mẹ em cũng nói là thôi ngủ đi, không sao đâu, có gì sáng về. Dạ. Thôi, cũng như là gián tiếp ủng hộ rồi. Dạ. Nhưng mà em thất vọng anh. Sao vậy? Thì qua cái đêm mà sáng dậy không mặc đồ, em thất vọng lắm. Cái em hỏi, ủa em có nhớ gì tối hôm qua không? Nói em nhớ gì hết trơn á. Anh làm lại được không? Là bắt đầu quen nhau. Dạ, em nói là mắc cười quá, chưa nói quen gì hết mà làm gì người ta. Em mới bắt buộc ảnh là phải tỏ tình em đi. Rồi trước khi đám cưới, chắc anh nghĩ là chắc đâu có cái biến cố gì xảy ra đúng không? Tức là gia đình em có đồng ý cái mối tình này không? Dạ cũng cũng có trắc trở nhiều lắm chị. Trắc trở cái gì? Ba mẹ em là nghĩ vợ em là đi múa, chụp hình trên mạng thì cũng đi vũ trường hay là ba búp này nọ. Nghĩ là vợ em rất là quậy đó. Nói chung là quậy. Thì có khuyên em là suy nghĩ kỹ nha. Rồi hãy lấy. Thì em cũng có dẫn vợ em về nhà. Nhà em bên mẹ em tới mười mấy người luôn chị. Em phải đi thuyết trình từng người, từng người, từng người, từng người. Ồ vậy hả? Nhưng mà rồi đám cưới vẫn xảy ra đúng như cái dự định của mình đúng không? Dạ đúng. Là mẹ em đi coi ngày luôn. Bây giờ mẹ cưng vợ không? Dạ cưng. Ba má chồng dễ thương không chị? Ờ. Đúng không? Như vậy là đó chắc lại là cái khó khăn nhất đối với em. Dạ đúng rồi. Trước khi đám cưới đúng không? Dạ. Hai chồng cưới nhau lâu chưa? Dạ hơn một năm thêm được mấy ngày anh. Chắc có lẽ ảnh là một người chồng lý tưởng đúng không? Rất lãng mạn, dịu dàng, rất là nhẹ nhàng, không có tật xấu gì đâu đúng không? Dạ không, ảnh chỉ là không hút thuốc, không uống rượu, bia. Thôi giờ tôi hỏi tật xấu à. Đó. Không, đừng có nói còn, tật xấu. Còn bao nhiêu là xấu hết luôn á chị. Trừ hai cái đó ra. Cái tật xấu nào mà nó sợ dạng xấu đau, xấu đớn á. Xấu đau, xấu đớn luôn là nhìn ảnh rất là đẹp như vậy. Nhưng mà ra ở nhà rất là bê bối. Và rất là trễ giờ, rất là mò mẫm. Trước khi mà lấy nhau á, là ảnh là một người hoàn hảo. Em là một đứa bê bối. Nhưng mà sau khi lấy nhau á, hai đứa em đổi tính với nhau luôn. Với lại mỗi lần mà em hẹn hôm nay 6:30 mình đi nha anh, là lúc nào cũng 6:30 mới bắt đầu tắm. Lúc nào em cũng phải là người xuống dưới dắt xe và em nổ máy sẵn em đợi. Rồi thứ hai là bê bối là phòng á, em rất là gọn gàng sạch sẽ. Em rất là thích sắp xếp đồ đạc trong phòng, trong nhà. Còn ảnh á, là mỗi lần mà em xếp xong là ảnh, cái chồng đồ em xếp rất là đẹp. Ảnh thích cái áo màu hồng ở dưới đây, ảnh rút tẹt đổ hết nguyên chồng đồ của em. Ê, hey, lưu ý chi tiết nghe, thích áo màu hồng nha. Lưu ý nghe. Dạ đúng rồi, ảnh vậy đó chị, nên là thích màu hồng và màu thích tím. Thích màu hồng và màu tím. Ban đầu, buổi ban đầu gặp nhau là đã thích màu hồng và màu tím nghe. Dạ. Người thích màu hồng người ta rất lãng mạn. Không lãng mạn. Ảnh nói với người ta nói rất nhiều, nhưng mà ảnh nói với em rất ít. Dạ, với lại ảnh bị cái gì á? Ảnh bị cái gì ta? Cục xúc hả? Bị cục xúc á chị. Dạ, ví dụ vợ giận, để vợ giận luôn. Không thèm năn nỉ luôn đó chị. Đó là vô tâm. Chỉ lãng mạn đúng dịp thôi anh chị. Giống như là một năm sinh nhật em thì lãng mạn đúng sinh nhật em thôi. Còn lại là không lãng mạn hết. Như 8 tháng 3 hay là phụ nữ Việt Nam cũng không có tặng quà. Ngược lại với những người phụ nữ khác thì có. Hả? Có không vậy? Có hả? Không? Hả? Cái gì ông ơi? Ông vợ ông bắt. Có. Bắt. Tại vì vậy em để ý thôi chứ em thương vợ em lắm á. Ý là em phải tư vấn cho nhiều khách hàng nữ. Cho nên là vợ em hay ghen lắm. Thấy thương vợ quá. Không có tật xấu. Dạ không, rất nhiều anh. Nhiều. Dạ. Chóng mặt luôn. Chóng mặt luôn. Dạ. Nhất luôn. Là xem live stream anh. Giống như em đang làm ở dưới nhà này nè, giờ em trên lầu á, mà coi live stream mà mở cái loa lớn anh, em nghe luôn. Nguyễn Ngọc Thiện chốt, Nguyễn Ngọc Thiện chốt, Nguyễn Ngọc Thiện chốt. Rồi em nghe mà em đang làm mà. Em giật mình vậy nên cuối ngày cái alo giao đồ cho Thiện anh ơi. Là cái đó bữa đó là em làm công là công luôn. Là bà thích mua đồ dạ, online rồi. Hả? Dạ đúng rồi. Mua hoài luôn anh, ngày nào cũng mua á. Cái bệnh đó là trời ơi, con bí ngô nhà tôi với cái bà Dung bà vú nó là bây giờ còn ghiền hơn là vậy đó. Thôi, thôi đó. Chốt chớp chớp vậy đó, chốt đó. Còn gì nữa không? Dạ còn anh. Dây lộn là em mới biết là giờ em cũng bị thần kinh nhẹ luôn. Nhẹ lên sao? Hai chồng em là chuẩn bị đi ngủ rồi, cũng 11, 12 giờ đêm rồi. Tự nhiên khơi chuyện ra, cãi lộn anh. Mà mỗi lần mà bà cãi là em im lặng rồi. Em thích chọc bà lắm. Bà nói không được, bà mở cửa phòng, xuống bếp bà ngồi. Em không xuống em nằm đó luôn, coi để làm cái gì. Bà gài. Xong rồi đi xuống nhà, mở cửa nhà luôn, nghe cái ké cái là em biết đi ra ngoài đường rồi đó. Là bỏ nhà đi. Dạ đúng rồi, bỏ nhà đi anh. Cái em thấy mở cửa nhà là em lo rồi. Em cũng đi ra ngoài đường em kiếm. Em đi vòng vòng đi bộ hồi em vô, em phải lấy xe em đi kiếm. Nản quá, kiếm thấy em mệt quá rồi. Chắc em nghĩ đi hồi cũng mới về thôi. Thì em chạy đến cái hẻm đó. Thấy hai cái đùi nè, ngồi như nè. Em hởm như nè. Cắt bóc hai cái đùi. Em liếc vô em dòm. Nó mặc cho ụ
Là núp trong bị... một cái dạ, ngã rồi. Ba vậy núp, đó núp trong một cái hông, núp trong một cái hốc nhà người ta, cái cửa sắt á. Mà bắn đêm đó. Dạ. Ừ. Nguy hiểm lắm nghe em. Nói chung là giận lên là bỏ nhà đi. Dạ, dạ em hay hù á, em thích hù ảnh lắm. Là lúc mà em chỉ muốn cái trong phim Hàn Quốc á, là khi mà mình bỏ đi thì ảnh sẽ kéo tay mình lại nè. Mà ổng kéo luôn. Em đứng cái cầu thang em nói trời sao giờ chưa ra chưa kéo nữa chưa năn nỉ nữa đó. Mà bây giờ mình vô ngủ thì mình quê lắm nên là em nói là giờ mình giả bộ mình xuống mình kéo cửa đi rầm rầm đi mình bỏ đi xuống. Dạ đúng rồi, cho chạy xuống kéo cửa ra cũng không chạy xuống gì, quê quá, đóng cửa lại thì cũng phải đi, mà đi mà cứ nhìn em cứ nhìn lại ủa sao chưa ra nữa. Dạ mà khuya rồi, 11, 12 khuya rồi mà em mặc đồ ngủ nữa mà em không có điện thoại không có tiền, xong rồi em nói bây giờ mình lỡ ra rồi mình lỡ phóng lao phải theo lao luôn, bây giờ mình đứng lại á thì mình quê, mình về mình quê lắm, mà mình đi á chỗ mình nào mà đâu? Anh dễ kiếm quá á, thì mình cũng quê. Ừ. Mà chỗ nào anh khó kiếm quá, anh kiếm không ra thì mình sẽ không lâu về lâu. Xong rồi em nói thôi bây giờ mình núp vô cái nhà đi cho anh kiếm không ra trước, rồi xong rồi bắt đầu mình ló ra sau để anh kiếm được. Xong rồi em ngồi đó em núp, xong rồi em nói em thấy ảnh, em thấy anh đi ngang nhưng mà em trốn kỹ lắm chị. Em thấy anh đi ngang em nói trời ơi cũng đi kiếm mà mày đặt hả, nãy không dí theo luôn đi. Xong rồi em vui lắm, em ngồi em giận mà em vui đó. Xong rồi kia anh, em thấy anh không thấy, anh đi qua luôn rồi. Xong cái em ngồi ló ra khoảng 5 phút em thấy mất tiêu, mất tiêu luôn chị. Em nói trời bây giờ chỉ có nào vô anh ngủ, có nào vô anh ngủ không, em thấy em ru vậy. Anh nói vậy thôi bây giờ mình đếm từ 1 tới 100, nếu mà không thấy ảnh á là mình đi về, còn thấy ảnh là chức ông trời thương nhân duyên tiền định hai đứa. Thì em đang ngồi em đếm sao em thấy chiếc xe bạch ảnh chạy tới, trời em mừng quá trời luôn chị. Mà phải vẫn phải thể hiện vẫn phải thể hiện. Xong ảnh nói đi về không, không. Xong ảnh nói thôi khuya rồi đi về ngủ đi. Xong em đứng dậy em tự đi bộ vô. Chồng em thấy dễ cưng quá à, không có thay đổi gì không? Dạ có, em mong muốn chồng em mê thể thao, rất là thích đá banh, một tuần là phải đá banh 2 ngày, thứ ba với thứ năm, là bất chấp luôn, bất chấp công việc, cứ để qua một bên vậy đó. Chị là cứ đúng giờ hẹn là phải đi đá banh. Là em muốn chồng em bớt đi đá banh lại. Cái đó tốt mà anh chị, thể thao tốt mà, nhưng mà vợ em cấm em hiểu. Dạ tại vì mỗi lần ảnh đá về là ảnh té, lúc nào cũng bị nên mình xót á chị. Còn dạ, em sao cưng? Dạ em chỉ muốn là vợ em là bớt đi diễn là nhiều á, tại vì hai vợ chồng em là cũng đang mong có em bé, cho nên là hạn chế đi diễn lại để dưỡng cho con người cho nó khỏe. Chứ còn cái là mong vợ em là đừng có hửi em nhiều quá nữa. Em hửi hả? Hửi. Hửi có cái tật xấu rất kinh dị luôn, không biết ai giống như vợ em. Chứ em đi làm về khoái hửi mà những cái chỗ mà nhạy cảm mà hửi cho kẹt nữa. Đúng rồi, ghiền mùi hả? Dạ đúng rồi, em không hửi em ngủ không được. Nhưng mỗi lần mà em có cái tật luôn á là trước khi ngủ là em phải đưa gì nè đó, giờ em ngủ mới ngon. Trời đó, thôi vậy cái đó dễ cưng mà. Cái đó làm sao mà bỏ được, cái đó không cần bỏ em ơi. Nhưng mà em nhột lắm. Nếu mà giờ vợ bớt đi múa lại thì chồng cũng bớt đi đá banh lại. Hai đứa như vậy mới là đồng chồng đồng vợ đúng không? Mấy anh rồi thôi cũng mong cho cũng chúc cho vợ chồng em qua năm sau sẽ có được tin vui ha. Cuối năm sau sẽ chào đón một em bé tuyệt vời đến với vợ chồng yêu thương. Rồi xin cảm ơn hai em. Cảm ơn chị. Khó chịu, em rất là ghét. Phải làm sao cho ảnh gặp mình là ảnh phải gục luôn. Khi mà ảnh gặp em thì em thấy là chết thiệt hả? Chắc chắn là phải dính rồi. Mà vấn đề là em có chết với ảnh không? Dạ cũng có. Cô ta đăng lên Facebook lên mà xém nó mất cả bầu trời. Em chẳng biết bầu trời là cái gì. Là em đó phải không? Em xém mất cả bầu trời. Dạ đúng rồi, là anh đó. Là em đó. Dạ. Thì lúc đó em mới hiểu ra là em. Quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay tiếp để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh chị, em tên là Vũ Quân Hải, năm nay 33 tuổi. Nghề nghiệp của em là buôn bán. Em thì sinh sống ở Gò Vấp, quê thì ở Đồng Nai. Còn em? Dạ, em xin chào anh chị, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Mỹ Lệ, năm nay em là 27 tuổi. Em đang kinh doanh online và quê quán cũng ở Đồng Nai luôn ạ.
tình yêu của các bạn xuất phát từ là hai người ở hàng xóm đúng không? Dạ. Và yêu thương nhau từ cái thời thanh mai trúc mã đúng không nào? Dạ không, dạ không. Em ơi thôi, em làm ông mụ thôi, em đừng làm ông thầy. Ông thầy. Trung Quốc. Trung Quốc luôn á. Mối lương duyên của các bạn bắt đầu như thế nào? Dạ, bắt đầu là mai mối á. Hai gia đình ở gần, rất là gần nhau nhưng mà đó, hai gia đình đều biết nhau nhưng mà em với ảnh là không biết nhau. Em thì cũng có mình nên đôi khi cũng muốn lập gia đình. Thì lúc qua tôi cũng 29, 30 tuổi thấy chưa thấy dục dịch thì cũng lo quá. Thế là cũng bắt lấy vợ. Còn gia đình em có bắt lấy chồng không? À, dạ không bắt lấy chồng nhưng mà thấy ảnh được quá tại gia đình nếp này nọ cái bắt em là phải lấy anh đó. Là mai kêu em là cứ tiến tới đi. Mặc dù em không biết ảnh là ai, xong rồi sau một thời gian là dì của em ở gần nhà chồng em luôn á cho ảnh số điện thoại em mà ảnh không có điện thoại, ảnh không có liên lạc gì hết trơn á, đến nỗi dì em hỏi là ủa Lệ gặp mà Hải sao rồi, em nói là đâu thấy gọi điện gì đâu, dì liên tục dì thúc mà Hải chồng em. Lúc đầu em cũng không có ý định là gọi điện liên lạc nhiều, nhưng mà em chưa suy nghĩ lập gia đình đâu. Nhưng mà cũng thấy gia đình cũng lo cho mình quá thì mình cũng gọi điện cho người ta cái cho sao. Thì em kêu trời cái anh này chắc là đẹp trai hay là như nào lắm, anh làm cao không nhắn tin không gọi điện cho mình. Xong rồi cái em rất là khó chịu, em rất là ghét, phải làm sao cho ảnh gặp mình là anh phải gục luôn. Khi mà ảnh gặp em thì em thấy là chết thiệt hả? Chắc chắn là phải dính rồi. Mà vấn đề là em có chết với ảnh không? Dạ cũng có. Khi mà em gặp ảnh thì em cảm thấy là anh này cao to, mà cái gu của em là cao to là được rồi, không cần phải là đẹp trai. Nói chung là lần đầu tiên gặp thấy vợ em Barbie lắm, chung dễ thương lắm. Em bị cuốn hút liền, tức tử luôn đúng không? Đi xem ai tình luôn đúng không? Dạ. Chứ phải chi mà ông này chết thôi mà cô này cũng không chết thì mới có chuyện để mà nói, còn bà gặp nó chết qua chết lại. Gia đình mẹ em và mẹ chồng em thì cảm thấy là hai đứa đã liên lạc với nhau cái là hối thúc, sao rồi ngày nào cũng hối thúc. Tụi em chưa quen nhau nhưng mà cũng giống như là bắt ép là phải quen nhau và yêu nhau trong khoảng thời gian là khoảng 1 năm, trong thời gian tìm hiểu thôi. Nhưng mà không ngờ gia đình làm lố quá, chưa thực tế mà gia đình cứ như là xong rồi, cứ như là rồi xong rồi á. Bao lâu thì mới nắm tay? Cũng hình như cũng mà vài tháng. Đúng rồi, cũng vài tháng sau. Rồi sau khi nắm tay rồi bao lâu mới hôn nhau? Em là người chủ động, nói chung là con trai được đà lên tới liền đúng không chị? Hỏi cái là thấy không nói gì cái là mình hôn liền. Đó hôn sao em? Sướng lắm. Sướng lắm. Cái là nói lên bảo má ơi chắc con chết mất. Em nói vậy luôn á. Ủa chị cứ nghĩ là vậy nè, gia đình đã làm lố, sao tụi em không lố theo ta? Mà tụi em để chị 2-3 tháng rồi bắt đầu mới hung đầu tiên rồi mới nắm tay. Dạ không, gia đình làm lố là vấn đề là hai đứa là đã đồng ý quen thôi chứ không phải làm lố về thứ khác. Như vậy là các em giữ cho nhau đến đêm tân hôn luôn đúng không? Dạ không. Tại anh chị biết sao, tụi em làm giấy đăng ký kết hôn vào tháng 12 năm trước tới tháng 4. Nghĩa là đăng ký trước cái gì? Mới có đêm tân hôn, đăng ký kết hôn rồi thì thôi mình ấy luôn. Rồi cái lúc ấy thì la tới cái gì nữa? Không là má ơi con chết mất. Anh ơi từ từ thôi. Anh ơi từ từ thôi. Tính đi họp lớp cơ, vợ không cho đi. Khổ với lúc đó là mùng 3 Tết chứ chị. Trời. Thôi họp nhau đi. Không cho đi cái là thôi ở nhà hai đứa họp nhau luôn chứ. Nói chung là thoải mái mà, đúng lúc đó là thoải mái. Tại vì lúc đó là chỉ như là mình vừa mới đăng ký kết hôn xong rồi mình kiểu như thử á. Cũng sợ có bầu, tại vì 4 tháng sau mới cưới. Đến ngày cưới đó các em có biến cố gì xảy ra không? Dạ cũng có ạ. Hình như là ảnh nhắn tin hay là chat gì với lại một cô bạn cũ á, nhắn tin bình thường thôi. Không biết em bị sao, em cứ nóng nóng lên cái em nói qua nói lại cái em nói thôi chia tay đi. Cái em nói giỡn thôi, hù thôi để cho ảnh không có nhắn tin với cái người khác giới nữa. Tại vì mình ích kỷ mà, mình mới đăng ký kết hôn mà. Cái xong ảnh kêu là chia tay. Cái đợt đó là có một nhỏ kia nó cũng thích em lắm. Nó nhắn tin rồi, nó nhắn tùm lum, nó nói đủ các kiểu ấy. Nói chung có nhiều tin nhắn em gửi hết lại cho vợ em bây giờ. Vợ em cũng lúc đó cũng còn suy nghĩ mông lung lắm. Cái là hồi nữa rồi tùm lum lên, cũng làm em bực mình. Hù em chia tay, cứ kiểu em bực quá. Em bực quá. 7 giờ chia tay, 8 giờ là bình thường. Có nghĩa là mình nói chia tay xong rồi thấy cái cô ta uể oải quá, cái là mình cũng mủi lòng luôn. Cái là hồi nữa rồi lại thôi. Xong rồi hồi nữa xíu về cô ta đăng lên Facebook luôn mà xém nó mất cả bầu trời, em chẳng biết bầu trời là cái gì. Là em đó phải không? Em xém mất cả bầu trời. Dạ, đúng rồi, là anh đó. Là em đó. Dạ. Thì lúc đó em mới hiểu ra là em. Trước khi đám cưới đó, có khi nào em thấy rằng là cái việc mà cưới hỏi nó đến mình nhanh quá không?
em xác định là về làm đâu họ nói chuyện người lớn thôi, nhưng mà không có định ngày cưới, không có xác định là cưới trong năm. Cái gia đình được nước rồi, hai đứa dính nhau rồi, con trai của mình sắp được lấy vợ rồi, gia đình bắt ép lấy cưới nhau trong năm, cái em không chịu, em khóc tại nhà chồng luôn. Còn ngay cái lúc đó là tiệc xong rồi cái là quay qua nói bà định ngày cưới là không chịu. Đó em cũng mới có 23 tuổi, em cũng chưa có suy nghĩ là phải lấy chồng, phải gò bó như, rồi thế như, này như thì kiểu kia. Là bị gài á, người ta bị choáng á. Không, cái tâm lý của con gái là vậy đó. Trời ơi, làm sao mà tưởng tượng được mình coi như em lấy chồng là bước sang một cái trang mới hoàn toàn cuộc đời, nó một bước ngoặt. Nhưng mà giờ thôi cũng ván đóng thuyền rồi, lấy nhau được 4 năm hả? Dạ. Có con chưa? Em sinh được một cậu con trai. Rồi bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì không? Dạ anh có tật xấu là không lãng mạn. Từ trước tới giờ có tặng hoa cho vợ rồi nói những cái câu nói yêu thương gì không? Mùng 8 tháng 3 có tặng hoa nhưng mà em phải làm dữ dằn lắm mới tặng hoa. Trước 10 ngày là em phải quằn 10 ngày. Vậy thì những cái lúc mà giận nhau thì như thế nào? Ảnh có phải là người xuống nước trước năn nỉ em hay không? Dạ không, ảnh không có xuống nước, không nói chuyện trước mà toàn em nói chuyện không à. Tại vì bản thân của em là em không thích cái không khí gia đình ngột ngạt, căng thẳng. Em thấy thích thoải mái nên khi mà nói, ví dụ như là không nói chuyện một ngày đi á, thì em tự động em nói chuyện trước. Khi giận là chồng em không nói năng gì hả? Có việc gì cần thì vẫn nói một hai câu. Là mặt cứ phụng phịu đó rồi đi ra đi vào. Với lại một phần là khi mà cãi nhau thì chồng em ở nhà, còn em thì đi chơi. Thì chơi xong thì thoải mái rồi, về nhà cũng thấy cả bầu trời bình yên rồi nên tự làm hòa. Nói vậy cũng vui. Rồi tới em Hải. Dạ. Lệ có tật xấu gì không? Vợ em thì đúng ra thì cũng chẳng vì chẳng tật xấu nhiều. Có những cái tính là chồng nói gì đúng sai cũng phải để nói hết đã rồi mình hạnh nói lại. Nhưng mà thế mà em nói chưa hết gì là cũng phải trả lại một hai câu đã. Muốn tới đâu tới à? Cứ thích nói qua nói lại vậy thôi. Ở nhà thì như thế nào? Có gọn gàng ngăn nắp không? Trời, nếu mà vợ em ở nhà thì chắc em là người gọn gàng hơn. Vậy á? Ủa nhưng mà hai đứa em là đứa nào ghen đứa nào? Dạ không ai ghen ai hết nè. Vậy hả? Vợ chồng thanh bình vậy luôn á hả? Dạ không có ghen. Chỉ có chồng em là thích gọn gàng, thích căng nắp. Nhưng mà em thì ngược lại, em thì thích bừa thoải mái, thích bừa bộn. Em thì đúng là cũng, nói đúng là không, là không ghen thì không đúng. Nhưng mà em cũng tin tưởng vợ em. Tại vì vợ em làm bên vấn đề kinh doanh online nên cũng dạng như kiểu mắt cúp lên đi này đi đó, vào những cái chỗ lớn thì cũng gặp người này người nọ thì mấy người cứ nói bảo sao để cho vợ đi chơi hay đi này đi thoải mái, nhiều khi không sợ. Em nghĩ một điều là trước khi lúc quen á, vợ em cũng có rất là nhiều người để ý. Cho tới lúc này chấp nhận nó lấy mình thì mình xác định về con đường gia đình thì vợ mình cũng vì mình, vì gia đình. Bây giờ là em mong muốn Hải thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn chồng em là lãng mạn hơn, quan tâm em nhiều hơn. Ví dụ như là lâu lâu tặng này tặng kia cho em, dẫn em đi mua sắm. Tiền của anh em giữ hết rồi mà đúng không? Dạ. Giữ hết rồi lấy tiền đâu mua sắm? Bà sắp bạc đòi hỏi những cái chuyện. Thôi dạ tiền không mang gài không tặng nhưng mà phải có tiền. Em không biết nhưng mà phải có tiền. Như tới ngày sinh nhật mà không tặng bông mà tặng cái gấp đôi thì gấp 10 lần cái bông cái bằng thứ khác chi giá như kim cương hồ xoàn chẳng hạn đó. Phụ nữ ai cũng vậy đó em, nhiều khi một trái ổi thôi nó cũng hơn cả cái một cái gì đúng thời điểm đó. Thôi đúng thời điểm thôi em thấy không, em bây giờ em chơi chiêu phải đúng thời điểm, mình đã có lòng á là sẽ có cách thôi. Nó nhiều cách lắm. Rồi giờ Hải nè, Hải mong muốn lại thay đổi điều gì? Em thì muốn nói chung là thay đổi cái thói quen như kiểu là sinh hoạt hoặc về vấn đề cái tính tình, nói chung là để nghe chồng nói hết đã rồi xem đúng hay sai đã rồi ấy. Có nghĩa là phải lắng nghe, tức là trong hai người á đều phải biết lắng nghe nhau. Thực sự vợ chồng là vậy, đến một lúc nào đó cái cuộc sống của vợ chồng á nó giống như là những người bạn đồng hành đi bên cạnh nhau vậy á. Và có đôi lúc mình quên đi cái sự sẻ chia của hai người á. Nhiều khi những ông chồng á đi ra ngoài có bồ có bịch là lý do là bởi vì khi ông nói á có người nghe. Có một em nai ngồi dạ anh trời ơi anh hay quá, anh giỏi quá rồi này kia nọ đó, mà mình quên đi. Mình bị quên đi những cái chi tiết đó. Và em đã làm được một cái điều rất hay là em tự làm lành. Tức là mình thua chồng mình đâu có gì đâu mà mắc cỡ. Và em chỉ cần thêm một cái nữa là chịu khó lắng nghe ổng. Còn ngược lại thì những cái gì mà vợ em đòi hỏi đó, em cố gắng đi, lãng mạn lên chút coi nào. Làm sao mà để cổ phải la lên, ôi má ơi con chết đó, ví dụ vậy. Thể hiện đi, đó đứng lên à. Sau chương trình này anh muốn là muốn dành cái tình cảm cho em được nhiều hơn. Và cũng thông cảm cho những cái suy nghĩ của em, những lúc em bực bội anh, hoặc là anh cố gắng thay đổi để cho mình, gia đình mình hoàn thiện và cuộc sống vợ chồng mình hạnh phúc hơn. Quá tốt.
Ngại gì một cái nụ hôn mà Ôi má ơi. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và xin chúc cho hai em ha, cứ mãi giữ lửa hạnh phúc ha. Và luôn luôn tươi cười và nắm tay nhau đi hết còn trọn đời. Dạ, rồi cảm ơn chị. Là chơi với nhau 5 năm trời. Tới lúc tụi em cưới một cái là đùng một cái là cưới thôi chứ không có yêu được. Dạ. Ê vậy vui lắm á. Tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á. Rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Không, em yên tâm đi. Anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chiều xỉn. Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em. Sáng anh tỉnh, tối anh mới xỉn thôi. Một tháng 30 ngày thì anh hết 28 ngày anh xỉn rồi anh chừa lại 2 ngày là thứ bảy chủ nhật đó. Trời đất ơi. Bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Dạ đầu tiên em xin được giới thiệu em là Lài Chanh Chánh đến từ Đắk Nông. Công việc của hiện tại của em là sư phụ lậu. Hả? Em là người Hoa. Tại vì bên người Hoa em là có rất là nhiều những cái phong tục tập quán riêng của người Hoa á. Thì sẽ có một số người là đảm nhận những cái công việc đó, giống như là những cái tục lễ mà mình ma chay cưới hỏi hay là những cái lễ hội của người Hoa đó. Rồi gọi là phổ biến những cái tục lệ đúng không? Những lưu truyền lại của từ ông bà lại. Dạ. Còn em? Dạ, em xin chào mọi người. Xin chào MC Hồng Vân và Quốc Thịnh. Em tên là Ngô Kim Cúc và năm nay em 23 tuổi, em đến từ Đắk Nông ạ. Em cũng là người Việt gốc Hoa. Cái mối tình của các em nó bắt đầu được như thế nào? 5 năm về trước rồi, là em đi xuống nhà bạn của em chơi. Vô tình là gặp được vợ em, cũng là ngày xưa là cái bằng bé Cúc thôi. Dạ, lần đầu tiên gặp Cúc để tóc tomboy á, thấy cũng lạ lạ, cũng ấn tượng. Một thời gian sau, cũng khá lâu á, em vô nhà cô của Cúc chơi. Không ngờ được là Cúc lại là cháu của bạn mình. Thấy dễ thương, lúc đó mới lấy số, mới tìm hiểu đồ. Cái lần đầu tiên mà chưa phải là lấy số đó là đã thích rồi gì? Dạ, ý là thấy dễ thương thôi chứ cũng chưa thích. Yeah. Là nói chung là ấn tượng tốt, đẹp đúng không? Dạ. Cái lần đầu tiên gặp em thấy anh dạy gái. Anh đi xuống nhà bạn chơi. Ở nhà có nhiều người lắm, chắc cũng tầm mười mấy người á. Anh mua nước mía hết cho cả nhà uống luôn. Ta gọi là ga lăng, sao gọi là dạy gái? Vô nhà cô thì gặp thì lúc đầu là anh này cũng chưa có nhớ ra em đâu. Xong rồi lúc đó là tụi em mới chơi với nhau thôi. Là chơi với nhau 5 năm trời. Tới lúc tụi em cưới một cái là đùng một cái là cưới thôi chứ không có yêu được. Rồi trong lúc làm bạn bè có nắm tay nắm chân rồi có này kia nọ không? Dạ không, chỉ có rủ nhau đi nhậu cà phê thôi chứ không có. Tại sao lại cưới như vậy ta? Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái anh. Anh là hồi xưa là anh có quen một chị, anh với chị đó rất là thương nhau nhưng mà tại vì ba mẹ thấy là chị đó sao á. Với lại làm nếu mà cưới là sau này anh phải xuống Bình Dương lập nghiệp, không có ở trên Đắk Nông nữa nên là ba mẹ không có đồng ý. Xong rồi cái vô tình mà lúc đó là tụi em gặp lại nhau á. Xong cái ba mẹ anh xúi anh cưới em. Rồi lúc đó là em nghe lời xúi của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Ê vậy vui lắm á. Tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á. Rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Nó có cái sự gì khác cái lúc mà 5 năm trời mà đi cà phê với nhậu cũng, nhạc không? Cũng khác dữ lắm, cũng hơi bất ngờ. Thì cái đêm tân hôn thì cũng hơi bối rối. Không, anh không có bối rối đâu chị. Anh không bối rối hả? Không hề bối rối. Tại vì á, trước đêm tân hôn là anh đã dụ em rồi. Làm sao mà bối rối được. Lúc đó là em đi làm ở gần nhà anh á. Nhưng mà từ chỗ làm là về nhà em là nó mười mấy cây lận. Dụ em dọn xuống nhà anh ở mà trong khi chưa có cưới hỏi gì hết. Cái em kêu không. Mỗi lần mà em đi công tác về là anh hay dụ em thôi. Em xuống nhà em anh ngủ đi chứ về nhà chi xa xôi. Ý là dụ xong rồi thì cũng xuống cũng cho ngủ phòng riêng đồ. Cái có một đêm em sợ ma quá. Cái anh sao đêm qua không ngủ được mà không gọi cho anh. Gọi cho anh xuống ngủ cùng. Rồi tụi em cứ suôn sẻ vậy cho đến ngày cưới ha. Nó có cái sự cố gì trước khi cưới không? Dạ cũng có. Có hai sự cố là anh giới thiệu em với mẹ ảnh. Ra Tết là sẽ xin phép mẹ của em thì mẹ đồng ý. Tự nhiên cái sáng sau anh đuổi anh kêu là em ơi anh không có tốt giống như em nghĩ đâu. Cái em cũng đang nghi tại vì con gái mà mình thường hay có giác quan thứ sáu lắm. Bạn hỏi thì em mới biết là ảnh đang quen một chị nữa ở Bình Dương. Rồi anh kêu là ra Tết mừng vẫn cưới nhưng mà phải cho anh thời gian để anh chấm dứt với cái chị này. Lúc đó là em giận lắm. Không có cưới hỏi gì hết. Vậy thì em không khác gì là một người thứ ba xen vào hết đó nên là em không có đồng ý.
Lúc đó là em bỏ về luôn. Cái ảnh lên trên chỗ làm của em á, ảnh đòi gặp em, xong rồi ảnh gọi ra nói chuyện. Thì hai đứa cũng nói chuyện xong rồi thống nhất với nhau. Em nghĩ là thôi, dù gì thì mình cũng không có thương, thôi cưới cưới đại đi, người ta sao kệ, quan trọng là vấn đề sau này cưới về nó như nào thôi. Nó có hai lần. Hai sự lần. Sự cố vừa rồi là sự cố thứ nhất. Một lần nữa là trước ngày cưới, khoảng tầm 1 tháng rưỡi. Là lúc đó là cận Tết luôn. Chuyện gì nữa? Ý là nếu mà ra Tết cưới á, thì là anh phải về nói chuyện với ba mẹ em đàng hoàng. Thì anh quyết định mùng 8 sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ em. Cái anh nói là nhưng mà mùng 4 là anh có một chuyến đi du lịch Đà Nẵng rồi. Tự nhiên tới hôm 27 Tết gì đó là em vô tình em phát hiện được là anh này đi với chị người yêu. Cái chị mà chưa có chấm dứt đó. Dạ, anh đúng, hứa đúng. Là lần một chấm dứt rồi lần hai là vẫn đi du lịch. Ông sĩ phụ lão này dễ sợ quá đó, ông giải thích đi ông. Tại vì cái vé, cái chuyến đi Đà Nẵng đó là đặt trước mấy tháng rồi, là hứa là sẽ đi rồi. Vé hủy được mà. Xong cái hủy luôn. Hả? Xong cái hủy. Có hủy không? Hủy rồi. Rồi cuối cùng mà có đi Đà Nẵng không? Phát hiện dạ, ra không? Rồi mới hủy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà tại sao em phát hiện được? Giống như linh cảm vậy, mỗi lần mà anh đi với gái hay là anh làm gì là em đều có linh cảm. Mới là tự nhiên em kiểm tra điện thoại là thấy nó hiện sờ sờ. Xong rồi em giục điện thoại cái vạch đó, em đi về một mặt luôn là ông biết chuyện gì xảy ra. Cứ điện thoại liên lạc cho em hoài, cái em chặn luôn. Anh gọi điện không được, cái anh mới nhờ má gọi điện. Mà chị hỏi là lúc đó là em yêu anh rồi chưa? Dạ chưa. Chưa có yêu mắc mới gì ghen? Hả? Ghen chứ. Cảm giác lúc đó là mình bị lừa dối nên là mình cảm thấy rất là bực bội á. Lúc nào mới yêu nè? Cưới về khoảng một thời gian là 1 tháng mấy 2 tháng rồi mới bắt đầu yêu á. Lúc đó em đã yêu cô bạn này chưa? Dạ chưa. Chưa yêu mà dụ. Gan tay trời luôn à. Là bạn là đó có cái tình bạn 5 năm rồi, bây giờ cái đêm tân hôn á nó vui không? Cái dạ. Lần đầu tiên mà em sở hữu được cái con người này là mình cảm thấy nắm được tất cả thiên hạ. Cũng hơi hơi gì chứ? Lúc đó thì cũng hồi hộp. Cái em tắt đèn mất tiêu rồi, em cũng cảm giác nó lạ. Lạ đúng không? Nó khó tả. Thế còn Trúc thì sao? Không, không có dám nhìn, tắt đèn. Nhưng mà thích không? Khóc. Biết sao mà chị hỏi không? Là tại vì nè, hai người này là yêu nhau sau khi kết hôn. Là sau khi có cái chuyện kia đúng không? Thành ra là thuộc là đây là một gọi là một kiểu vợ chồng á, là sau khi đã có cái quan hệ thể xác rồi thì mới cảm thấy là yêu nhau, cần nhau. Đó, nó có nhiều dạng lắm em. Mà có những người mà yêu nhau khủng khiếp luôn ha. Yêu 5-6 năm yêu thì yêu. Đụng vô nhau một cái bỏ luôn. Bỏ luôn. Đó là vậy. Hai bạn á, là xuất phát từ tình bạn. Cũng không dạ. yêu thương dạ. Vậy thì sau hôn nhân thì chắc chắn một vấn đề để gọi là hiểu nhau dạ. Thật sự là chưa hiểu nhiều lắm đâu. Vậy thì có những cái biến cố gì sau hôn nhân không? Xong rồi khi đám cưới á, thì tụi em có mở một cái tiệm điện thoại. Thì anh giao cho em là toàn quyền quản lý hết. Thì mở được khoảng tầm 2-3 tháng á, là nó xảy ra một vài cái trục trặc. Tiệm của em nó bị suy sụp. Khoảng thời gian đó thì nó bị thua lỗ nhiều. Dẫn đến là lúc đó em bị stress nặng đó. Dạng như kiểu là bây giờ cái số tiền đó, nó so với người khác thì nó không lớn, nhưng mà so với em thì nó cực kỳ lớn. Tại vì em mới 2-3 tuổi nên là em cảm thấy là nó mất mát rất là nhiều. Kiểu là lúc đó em không có làm được gì luôn. Em chỉ có thu mình lại thôi. Cứ sáng là em dậy em nấu đồ ăn xong hết rồi là em chui vào phòng. Em nằm. Ai gọi điện thoại hay là nhắn tin hay là cái gì em cũng trả lời hết đó, trừ ba mẹ em với chồng em thôi. Còn cứ tới tối là ra, cứ vô phòng vậy, giống như con ốc sên vậy. Ảnh đi lo hết tất cả mọi việc. Từ việc giải quyết cửa hàng, thanh lý hàng hóa, thanh lý tủ, rồi cho tới giải quyết nợ nần là một tay ảnh làm hết. Cái thời gian đó trong bao lâu? Khoảng tầm 1 tháng. Lúc đó nói chung là cái người mà bên cạnh em và động viên em và giúp đỡ em để mà vượt qua cái trầm cảm đó chính là chồng em đúng không? Dạ, thực sự là nếu như mà người khác thì em nghĩ là có thể là nó sẽ rất là nhiều chuyện lục đục. Và cũng chính vì lý do đó mà khiến em trở nên yêu chồng mình nhiều. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Cái đó là biến cố lớn nhất mà thay đổi tình cảm, suy nghĩ của hai vợ chồng em. Rồi, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Tới giờ là được 1 năm 4 tháng. Đã có tin vui gì chưa? Dạ, chưa. Thì sau khi về ở chung, anh ấy có tật xấu gì không? Trời, nhiều lắm anh. Anh này anh nhậu dữ lắm. Hồi xưa lúc mà trước khi cưới em hỏi là ủa anh uống dữ lại về mai mốt có uống không? Không, em yên tâm đi. Anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chiều xỉn. Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em. Sáng anh tỉnh, tối anh mới xỉn thôi. 1 tháng 30 ngày thì anh hết 28 ngày anh xỉn rồi, anh chừa lại 2 ngày là thứ bảy chủ nhật đó. Trời đất ơi.
ảnh có một cái tật vô tâm lắm. Em nhớ là có một cái lần, tại vì lúc sinh nhật ảnh là điện thoại của ảnh bị hư, nên là em quyết định em mua điện thoại cho ảnh. Thì em mua trước là cũng được 4-5 ngày á, xong em nghĩ tới sinh nhật là em sẽ tặng bình thường đưa cho ảnh thôi. Nhưng mà cái tối hôm trước, cái hôm sinh nhật á, là ảnh với ba cãi nhau. Ảnh buồn lắm, ra dắt cái xe mở xe đổ, xong ông đừng ông khóc ngon lành giống con nít vậy á. Cái em mới thấy không, tội quá. Cái em nghĩ là em làm cái gì đó cho anh vui. Tại vì gấp quá em không có mua được gì hết. Em mua bong bóng với lại nến với lại bánh chocopie rồi đó. Em về em thổi bong bóng xong rồi em sắp nến được khắp phòng vậy á. Xong em xếp cái bóng, cái bóc cái bánh chocopie ra, em xếp thành cái bánh sinh nhật, em cắm nến lên. Xong rồi ảnh thì ảnh nhậu xịn quá, cái ảnh ngủ rồi. Tới 12 giờ em đốt nến, đốt đồ vô, xong rồi em chạy qua phòng anh, em kêu là anh trời ơi, phòng có con rắn kìa, anh chạy qua anh coi đi. Không, ngủ, nằm ngủ, lôi kéo hay là bất cứ cái gì cũng không dậy hết. Bất tỉnh luôn mà. Không phải, anh dậy, nhưng mà giống như kiểu là anh đang buồn trong người á, nên là anh chỉ suy nghĩ là bây giờ anh buồn thôi. Anh không cần biết em nói là anh qua đây đi, em có cái bất ngờ này cho anh. Cũng không dậy luôn, nằm yên vậy. Trời ơi, xong rồi cái em về phòng em ngồi im trong phòng, nến đồ bóng bay đồ, em để im như vậy luôn. Ừ. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Cái tật ông rất là thích con nít. Lúc mà cưới về em bị cái đau dạ dày á, nên là em ăn đồ ăn vô em hay bị ói ra. Ông kêu wow hôm nay có bầu rồi hả? Em có một cái bài báo ở trên mạng á, viết là nếu mà mình hút thuốc với lại uống rượu bia nhiều là nó sẽ ảnh hưởng tới tinh trùng á. Anh trời, anh đọc xong anh sợ lắm. Anh sợ xong cái anh bỏ thuốc. Anh bỏ nhưng mà bỏ chắc đâu được 6 ngày á, cái anh hút lại. Vậy là không có kiên trì. Thích con nít mà thích hút thuốc, thích uống rượu nữa thì con nít nó không thích. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. À, giờ em có tật xấu gì không? Giờ em thì có nhiều tật xấu chứ. Lười biếng nè. Làm biếng là không dạ. Chịu làm việc nhà đó đúng không? Dạ, nhiều khi bắt em làm việc nhà nữa cơ. Rồi nấu ăn được không? Nấu ăn dở lắm. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Nấu chín vẫn là em, mà lại hay quên. Có lần đi vô rẫy phụ mẹ, xong cái tháo cái nhẫn cưới ra, cái để trên cái điện thoại, lát mấy đứa em nó phá, nó làm mất tiêu. Mất luôn cái nhẫn cưới. Xong cái vô tình em lại lụm được. Cho em bào chữa đi chứ đoạn này em ức quá. Nếu mà nói đáng chí là anh đáng chí hơn. Tại vì em quên đồ nhưng mà em toàn quên ở nhà em không à. Còn ảnh là bữa em nói rồi là đừng có la em nhiều. La nhiều là bị nghiệp báo, ảnh không có tin. Cái anh đi ăn sáng xong cái anh để quên cái điện thoại đó luôn. Mà để quên xong tới chiều mới biết là mình mất cái điện thoại rồi à. Còn cái việc nhà là em nhờ ông được có đúng một lần. Nhờ em khui thì mới phát hiện ra thêm dạ. Có cái tật xấu là đổ thừa. Dạ đúng rồi, à, đúng à. Rồi. Bây giờ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Chị mong muốn là chồng em bớt vô tâm hơn, với lại thay đổi cái cách suy nghĩ á. Ừ, cưới về thì những cái chuyện mà giống như chuyện vui hay là chuyện gì đó mình không có cần thiết là phải lãng mạn hay là phải này kia kia nọ á, thì nên thay đổi cho tâm hồn nó trẻ một xíu. Nói chung là bớt mọi thứ đi, bớt dạ. Vô tâm lại. Có bớt thương vợ luôn không? Còn cái thì sao? Em mong muốn dạ. Vợ thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn là vợ thì siêng năng hơn, biết nghe lời chồng là tốt rồi. Em thì rất là nghe lời ảnh. Có một cái là mỗi lần mà cãi nhau lên là em chuyên gia làm ngược lại cái lý ý của ảnh. Là ví dụ nhà anh muốn em rửa chén em sẽ đi quét nhà đó, vậy mà kiểu nghe lời gì bảo ý là lúc cãi nhau sai cái đó lại. Là còn con nít đó. Hiện giờ là hai bạn này là cái tôi vẫn còn dữ dội lắm nè, chưa có chịu bớt cái tôi của mình đi để mà hòa nhập lại với nhau. Bây giờ các bạn bắt đầu mới thực sự là yêu nhau qua một cái sự cảm động trong cái chuyện mà cái cú sốc làm ăn mà mất tiền đó, đúng không nè? Yeah. Thì bây giờ mới là cái thời điểm các bạn đang tìm hiểu nhau một cách thực sự, cho nên cố gắng tìm hiểu và tìm tòi những cái ưu điểm của nhau. Và những cái khuyết điểm thì các bạn cứ tưởng tượng đi, đừng có bây giờ đừng có nghĩ là đã là vợ chồng rồi, mà hiện giờ hai người này đang tìm hiểu nhau, đang yêu nhau đó. Để các bạn cố gắng là đừng có tạo ra nhiều những cái mà hiểu lầm. Muốn bớt cái tôi của mình lại thì phải dành nhiều buổi tối cho nhau đó ha. Dạ. Thì em bé sẽ xuất hiện nghe. Dạ. Cảm ơn hai đứa nha. Thì lúc đó là em dọn đồ xong chuẩn bị ra sân bay rồi, cũng đâu có nghĩ nhiều đâu, cũng cho lên luôn. Ảnh hỏi số phòng rồi anh nhờ bảo vệ bấm lên. Rồi sân lên hốt hẹn luôn. Cô này cổ theo em dữ quá. Xưa giờ chưa có ai mà theo mình dữ vậy luôn á. Mà đúng cái ngày sinh nhật của em,
thì mấy bạn em cũng ra uống cà phê, thì em cũng ra uống bình thường, xong rồi nó mang thùng quà tặng. Ủa gì vậy, hai đàn ông mà tặng quà gì không? Thì nó mới kêu không có người tặng cho mày, nó về nhà tự gỡ. Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài á, mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Mà em gia đình em ấy gặp anh này hầu như là ai cũng không thích cái tính này hết á, không có làm hồng một mẫu mẫu người chuẩn để mà có thể là một người chồng tốt để chăm sóc gia đình. Cặp vợ chồng đầu tiên xuất hiện. Nhìn anh chồng tôi biết là anh là làm một cái nghề mà có liên quan đến tóc tai đúng không? Dạ không. Bây giờ tụi em đừng có tìm bói nữa. Cái tóc dạ. này là tóc gọi là tự nhiên của mình hay là cưng đi hai lai vậy? Dạ tóc tự nhiên. 16 tuổi là tóc đã bạc rồi à? À tóc em tóc bạc rồi hả? Bạc. Này không phải bạc mà là muối tiêu chanh. Hồi xưa nó rất là nếu mà từ khi mà có con xong mà nó còn lên gấp 10 lần. Mời hai em giới thiệu cho mình. Dạ em tên Thành. Thành 38 tuổi ạ. Em ở quận 7. Công việc của em là hiện tại đang phụ trợ làm việc, với lại là chủ yếu là nội trợ ở nhà. Nội trợ ở nhà. Nội trợ cho nên bạc tóc. Giờ tới vợ của Thành. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hằng. Năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em làm giám đốc công ty mỹ phẩm. Em shipper, em là shipper. Ông làm chung với vợ. Như lại chốt đơn. Đó, ông ngồi cũng còn ông đánh trong chốt đơn. Em livestream của anh này đi ship thôi chứ không được vô bộ phận chốt đơn đâu. Không có cửa đi vô. Đúng rồi, không có cửa vô chốt đơn. Trời nghiệp nhỏ dễ sợ luôn, nhớ nó ship. Trời ơi, tướng tá như thế này lại là một shipper cho vợ. Nhưng mà hạnh phúc đúng không? Dạ hạnh phúc rồi. Quá hạnh phúc rồi. Dạ hai đứa gặp nhau sao nè? Cuối năm á thì lúc đó em có việc đi công tác ra ngoài Hà Nội. Cuối năm cách đây mấy năm đó em nói là nhớ là hình như là 2016 ra Hà Nội đi công tác thì lúc đó em tới sớm quá ra không có cho nhận phòng. Đúng cà phê ngay cái bờ hồ Hoàn Kiếm á. Xong cái em mới nhìn đối diện có một cô gái mà người ta gọi nước, người ta nói giọng miền Nam, nhá qua kêu em người miền Nam đúng không, anh cũng người miền Nam nè, cho anh xin số đi tối rảnh đi nhậu. Anh kêu em bằng chị mà. Lịch sử. Cái lúc đó là mắt của em bị cận, em không có mang kiến. Anh này ảnh ngồi xa lắm, trong nguyên một đám gì đó, đám con trai á. Xong rồi đi có anh này ngồi miền Nam mà nói chuyện kiểu hổ báo cáo tròn lắm. Nhìn lóc chóc lôi choi lắm, người ta gọi là trẻ trâu á. Tự nhiên cái ông kêu chị người miền Nam hả, em chuẩn bị đi Sa Pa là chị chơi ở lại đi Sa Pa chơi với tụi em không. Ổng lấy mấy ảnh ổng chụp mà em tưởng ổng là nghề photographer hay là nghệ sĩ gì á, chụp bạc cho em số thì em gửi ảnh cho chị. Rồi chị có cho không? Cho luôn, dạ luôn cho. Thấy tủ tre mà lại cho số điện thoại luôn. Đó là lần đầu tiên đi Hà Nội, thấy toàn người Bắc không, nghe có người Nam mừng muốn chết. Đúng luôn rồi. Cái tâm lý đó là có nha, giống như mình đi nước ngoài vậy đó. Dạ. Mà mình gặp người Việt Nam cứ tưởng tượng như bà con thân thuộc đời vô hùng á. Tiếp tục bữa đó em rất là đi chơi với bạn bè ngay ngày hôm đó luôn. Đi chơi là đi nhậu khắp nơi luôn. Xong đến khoảng tầm 6-7 giờ chiều về là đang phở. Tự nhiên có cầm điện thoại có một cô gái nhắn là anh ơi rảnh không chút đi nhậu tán mới luôn là hàng Hà Nội đây, sáng mới coi có cô bé cũng đi nhậu đủ chơi thành thiệt ta. Mà đã nhậu rồi đó đúng không? Dạ nếu mà đang nhậu rồi ra đi luôn ngang chỗ phố Tạ Hiện á. Phố giống như phố Tây á, ra đó ngồi nhậu luôn. Wow. Mà nhậu hai đứa là nhậu chung với hai đứa rồi chị, hai đứa luôn. Dạ rồi đêm đó là nhậu xong rồi khách sạn ai nấy về hay là ở chung với nhau luôn? Không phải, bữa đó là đáng lẽ là vậy nè, có nghĩa là khách sạn là em lại gọi một thằng bạn ở ngoài ở Hà Nội ra ngủ chung cho vui. Cô này thì cũng vậy, gọi một bà bạn thì lúc đó đâu hay đủ người ta về được, kỳ lắm. Không lẽ để ta ngủ mình, để ta ngủ mình cũng kỳ luôn nên phải về ngủ. Rồi hôm sau thì sáng ngày hôm sau thì sao nữa, sao hốt hẹn liền hôm qua em xí chỗ liền chứ để dụng mất sáu là qua khách sạn ở chung luôn. Sáng hôm sau mình rủ đi ăn sáng cà phê xong rồi chụp mình này nọ là cũng chuyên nghiệp lắm, chụp các kiểu cũng mấy trăm tấm lận. Về cô này chuẩn bị ra sân bay để bay về Nha Trang, em mới kêu là thôi để em lên phòng em dọn đồ giùm cho. Tao có, tao nói vậy đấy. chứ là sao anh nhắn tin cho em, anh kêu là em ơi cái phòng bên em thuê như tiền nó đẹp không? Cái phòng bên anh nó xấu quắc à. Anh em cho anh lên cái phòng em, anh coi thôi cái phòng em nó giống cái phòng anh không? Thì lúc đó là em dọn đồ xong chuẩn bị ra sân bay rồi, cũng đâu nghĩ nhiều đâu, cũng cho lên luôn. Ảnh hỏi số phòng rồi anh nhờ bảo vệ bấm lên, rồi sân lên hốt hẹn luôn. Rồi em luôn. Em có bị chảy chuyến bay không? Bỏ luôn, đi Sa Pa luôn. Không, đi về chứ. Mình đi về hả? Hốt hẹn luôn xong rồi đi về chứ. Vậy á vẫn kịp chuyến bay luôn. Dạ kịp. Em đi Sa Pa quá. Đi Sa Pa. Dạ. Rồi sau khi đó hai đứa về Sài Gòn rồi liên lạc với nhau như thế nào?
Dạ về thì em với lại vợ em vẫn nhắn tin gọi điện thường xuyên. Rồi hàng tháng thì vợ em hay vô thăm em. Ủa vô thăm em là sao? Là em ở đâu? Em ở Sài Gòn. Còn bạn em ở Nha Trang. Dạ, em vợ em ở Nha Trang. Tụi em có nghĩ là tụi em sẽ dài lâu không? Lúc đó em không nghĩ gì. Em thì sao Long Thành? Lúc đó em chưa nghĩ tới dài lâu đâu. Thì tại vì tình cảm mình phải tiếp xúc dài thì mới có phát sinh được tình cảm. Đến bao lâu thì em mới phát hiện là cô này cổ đặc biệt ở trong em? Lúc mà cô này cổ đá em, cổ đá em cũng chia tay em 9 tháng. Tụi em nhớ là cũng khoảng tháng 5 2017 luôn á. Cô này cổ đi học lớp, người ta khoe gia đình khoe con này nọ, cổ về, cổ xỉn cổ về hay sao á, nhắn tin với em là cưới đi. Ừ. Vậy em mới kêu là mình sự nghiệp chưa ổn định, tiền chưa có, hay là cũng rất là sợ baby, mình chăm sóc này nọ rất là sợ, nên em nói thôi không có cưới. Cái cô này cũng nhắn thêm là không cưới gì quen nhau chi vậy. Cái em cũng để ba chấm. Cổ kêu không cưới thì thôi chia tay đi. Em nhắn lên như nè, em suy nghĩ kỹ chưa? Vợ em mới kêu là kỹ rồi, kêu ok, nếu vậy thì ok. Xong là em chặn sạch từ Facebook, Zalo các kiểu, chặn hết. Em chặn. Em chặn. Ừ. Lúc đó em sao? Chuyện chỗ ở luôn. Rồi lúc đó em sao nè? Kiểu như là mình say xong sáng mai mình ngủ dậy mình mở cái điện thoại ra mình thấy tin nhắn á, hoảng quá gọi điện mà thấy bị chặn hết. Thời bây giờ đâu ai gửi email đâu, mà em phải lục ra cái email mà em gửi qua cái email, viết tâm thư dài luôn á. Em lấy số lạ hay số gì là ông biết số em là ông chặn hết. Tự ái không? Dạ đúng rồi. Em đã hỏi rất là rõ là em suy nghĩ kỹ chưa? Đó, kỹ rồi, mình là người lớn rồi, hơn 18 tuổi rồi, mình phải có chịu trách nhiệm với sự quyết định của mình. Đúng rồi. Em ngủ 3 ngày luôn, nghĩa là không ăn không uống, chỉ nằm 3 ngày buồn luôn. Buồn đúng không? Buồn cái nằm 3 ngày, tại vì cái thời điểm mà chia tay với anh này á, là cái công việc kinh doanh của em nó có một xíu vấn đề. Xong rồi đã vừa không có tiền, rồi cũng vừa mất tình, nó giống như kiểu như là mình mất hết gì đó. Để ta không cái nằm ở trên giường ngủ 3 ngày không ăn gì hết. Cái ba em nói với bé em á, mày lên mày coi chị hai mày còn sống không. Cái lên lay cái chân, cái em ngóc đầu dậy rồi em lại đi làm xong là quên luôn. Tới 4-5 tháng sau á, là công việc kinh doanh mình ổn định rồi á, cái mới nhớ lại ông này. Em nhớ là ngày sinh nhật ổng, lúc mà ổng quen em á, ổng có dẫn thêm thằng bạn của ổng ra chơi để giới thiệu cho nhỏ em gái em. Bây giờ gọi ổng không được thì giờ sẽ tìm bạn ổng môi móc thông tin này nọ, rồi nhờ bạn ổng gửi quà, gửi cáp, gửi hải sản, gửi mua giày mua đồ tặng, rồi mắt kiến nước hoa, rồi nói chung là tặng quà ông này. Sao mà lụy tình ổng dữ vậy không biết nữa. Thương quá à. Dạ cũng không có nói cảm ơn hay là gửi lời cảm ơn nhận quà hay không, mình cũng biết luôn. Ai tới gần Tết á, cái bé em của em á, nó gọi cho ông này rủ đi nhậu, thì ổng lại chịu đi, nó dẫn anh theo. Gặp nhau. Lúc đó là sao? Gặp nhau đang nhậu giữa chừng đang vui, ổng bỏ ông về tút lút. Vẫn còn giận. Để mình ôm giữa quán bar vậy đó. Tại vì em hứa với con bé em á là nó rủ em đi nhậu, em hứa nó là em đi là em đi. Hết tăng 1 rồi em đi về, đúng rồi, 12 giờ mấy rồi em đi về. Hồi nãy em có nói là sau cái cú mà cổ chia tay em vậy á, thì em mới thấy cổ là quan trọng với em là từ lúc nào? Cô này cổ theo em dữ quá. Xưa giờ chưa có ai mà theo mình dữ vậy luôn á, mà đúng cái ngày sinh nhật của em thì mấy bạn em cũng ra uống cà phê. Thì em cũng ra uống bình thường, xong rồi nó mang thùng quà tặng. Ủa gì vậy? Hai đàn ông mà tặng quà gì không? Thì nó mới kêu là không có người tặng cho mày, họ về nhà tự gỡ. Về nhà em nhớ những đôi giày với cái bộ đồ hay sao đó. Nhìn thấy món quà là em biết ai tặng rồi, tại vì thằng đó nó rất là dạy gái, nó kết con nhỏ em chỗ này. Nên là kêu cái gì nó cũng làm, thằng đó rất là dạy gái. Cô này rất là lụy, có nghĩa là rất là thương, mình thấy rất là thương mình luôn á. Đương nhiên là lúc đó mình cũng có tình cảm với cô này chứ không phải là không. Em nhớ là như 8-9 tháng gì đó thì mình thấy như vậy thì mình mới thay đổi. Trong 8-9 tháng đó em chặn cổ vậy thì em có say nắng cô nào? Hay là em có một cái mối tình là trong quen chín ngồi luôn. Trưa đó lại nhắn tin em chín chia tay, là tối đó là ổng đi ăn mừng, ổng quen người khác luôn. Mà em biết luôn. Sao em biết được? Sau này ổng kể chứ không? Quay lại rồi ổng mới kể chứ. Chia tay rồi đúng không? Mà lúc đó em cũng có tuổi, lúc đó là em 33-34 tuổi rồi. Em phải kiếm một người phụ nữ nào đó lập gia đình. Mà em tìm hiểu, mình phải tích cực tìm hiểu. Bố mẹ họ hàng xã hội ai cũng kêu có tuổi rồi lập gia đình đi. Thì em tích cực tìm hiểu. Mà em tìm rồi mà không hiểu thì bây giờ phải chia tay thôi chứ sao giờ. 9 tháng em quen có 9 cô cái gì đâu. Trời ơi, nói chung là cũng hiểu tốn quá. Lúc mà quay lại xong á, khoan, cái vụ quay lại đó là ai là người, dĩ nhiên là em là dẫn thương ảnh rồi. Sau bữa đi quán ba đó, ai là người đề nghị là quay lại? Lúc quen cũng ai đề nghị, mà lúc chia tay thì đề nghị nhắn tin, xong rồi quay lại cũng tự nhiên vậy. Dạ tự nhiên, nó tới tự nhiên vậy. Cái chị muốn hỏi là sau cái hôm mà đi quán ba mà em bỏ em đi về đó, thì sau đó là gặp nhau ở đâu nữa, có gặp nữa hay không, hay là như thế nào? Sau đó hình như gặp là cũng đi ăn đi uống với thằng bạn đó, thằng bạn nó cũng kết nối, hai vợ chồng kết nối là nhờ thằng đó đó. Một hai lần nữa là hai đứa quyết định đi lại với nhau. Cột mốc đó là lúc nào? Đợt đó là em với lại bạn của anh này là có hợp tác làm ăn chung. Xong cũng hay liên hệ qua. Xong rồi anh này ảnh mới nói là
sao không làm ăn chung với anh mà làm ăn chung với thằng đó như vậy. Đó, nhưng nói ủa anh làm cái gì? Thì ảnh đầu tư rồi giống như là chứng khoán ở trên đó đó. Thì ổng nói đó anh làm cái đó đó, muốn làm chung với anh không? Nói là ừ thôi em cũng đang có xíu vốn, em gửi anh làm ăn chung. Thấy em bán mỹ phẩm, thấy ảnh ảnh nói là em bán mỹ phẩm mà sao không bán cho ảnh. Thì ảnh mới mua cái mỹ phẩm của em về, rồi cứ gọi điện bữa nay xài sao, này sai sao, kiểu hốt xâm hốt luôn. Và chủ tán lại, cũng bắt đầu chiều chuộng rồi xong chịu. Chứ trước đó là lúc nào em cũng kêu là làm đám cưới đi, là đưa ra mấy chục cái lý do gì đó. Có nghĩa là em cầu hôn ảnh? Em cầu hôn rất là nhiều lần. Ảnh nói là anh không tiền, thì em nói là em có tiền. Anh nói ảnh đẻ con không ai chăm, thì em nói em chăm. Kêu là mẹ anh khó tính, em nói không sao hết. Có nghĩa là đủ thứ lý do đủ mà lý em do. Đều nói rằng là em sẽ là người gỡ những cái lý do đó mà ổng vẫn không chịu luôn. Em cầu hôn ảnh tổng cộng là bao nhiêu lần em nhớ không? Cũng mười mấy, 20 lần luôn á. Mà tính luôn cái thời điểm mà chưa chia tay khúc trước nữa phải hơn 20 lần. Trời ơi, xem cưng chuyên quá gì đó mà ổng lại sao? Lý do gì em không chịu? Vì em sợ lập gia đình lắm. Định vô em thấy có con rồi nó khổ lắm. Mà xưa em đi làm chung với mấy anh đó em thấy em biện hộ cái lý do là em quen chính con nhỏ trong 9 tháng em nói em muốn lập gia đình. Đúng thì không? Bây giờ em nói tìm là ba mươi mấy thì, rồi thì đó mình vẫn cứ kiếm mà kiếm người nào mà để mà lập mà không hợp đúng không? Chỉ là quen chơi thôi đúng không? Vậy sao nhỏ này nó vậy mà là không chịu thì sau này mới thấy là vậy là quá hợp luôn. Đúng đúng. Anh hỏi nhẹ cái thôi. Điều gì khiến em xúc động khi em kể lại cái câu chuyện này? Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài à. Mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh, anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Mà em gia đình em thấy gặp anh này hầu như là ai cũng không thích cái tính này hết á. Không có làm họ một người chuẩn để mà có thể là một người chồng tốt để chăm sóc gia đình. Kiểu như là mình cứ đeo đuổi như vậy á. Em nghĩ là anh không có thương mình. Em nghĩ là anh cưới là do em đeo đuổi nhiều quá rồi thôi cứ đại cho vui vậy đó. Chứ thật ra là tụi em cưới về là bắt đầu mới tìm hiểu nhau. Tự nhiên hôm nay nghe chồng em nói thì em rất là xúc động. Hồi nãy là em nghe được cái lời thật của chồng em xúc động về cái suy nghĩ của ảnh dành cho em đúng không? Dạ. Đó giờ chưa bao giờ ảnh nói đúng không? Dạ chưa. Đó là bị đánh giá là trẻ trâu. Bây giờ thì còn trẻ trâu không? Bây giờ là em là người cha chuẩn mực rồi. Chồng sẵn sàng nói em là nội trợ. Chăm dạ, con em là nội trợ. Một ông bố tuyệt vời không? Trời con em là đẻ ra là 100%. Thôi em đừng có nói khen em. Không phải. Trời ơi không, để vợ nói tôi mới tin. Vợ nói nè, vợ đó. Nói là chồng sao nè. Trước khi cưới là có rất là nhiều tật xấu. Ví dụ như anh này là ngày xưa là làm việc làm IT á, cho nên là làm việc máy tính và làm ban đêm. Ban ngày là sẽ ngủ 4 giờ dậy, tắm rửa ăn xong là 6 giờ là ngồi máy tính mới tới 6 giờ sáng. Còn em bầu bì là mình muốn làm gì mày làm. Em mới nói là anh ơi em mang bầu vậy, không ở trong này em đi vô làm dâu mà ở riêng em đâu có biết đi chợ đi búa gì đâu. Ổng nói chứ lớn là không biết mở điện thoại lên bút ráp phút giờ ăn hả, thích cái gì trên đó có hết. Nó hụt hẫng lắm, em vô đây làm dâu thấy hụt hẫng lắm. Tự nhiên đẻ xong y như là hai người khác nhau, tự như là thay đổi hoàn toàn. Thay đổi hoàn toàn luôn. Là bây giờ là 5 giờ đã dậy rồi. Ban đêm là 10 giờ, 11 giờ là phải đi ngủ rồi. Cho con bú, rồi nấu cơm, đi chợ, đi ship hàng. Rồi thay tã cho con, rồi con bệnh, rồi ru bồng. Nói chung là một mình thành hết. Dạ, mình anh thành hết. Em không làm gì hết trơn. Em chỉ gái có con trai cơ. Dạ, con gái. Anh muốn hỏi Thành điều gì khiến cho em thay đổi như vậy? Chắc là em nghĩ là đó là tình cảm và tình yêu của người chồng với người cha. Chứ em cũng không nghĩ, em không có lý do gì để thay đổi luôn á. Bạn này bị lỗi dầm nè, lỗi ngược. Ổng nhậu là ổng nhậu vô ba ly là bắt đầu là đàn ông đàn em ngồi bên cạnh là ổng nhào vô ổng hung. Ổng đậu chứ không đậu xe đó. Ổng la ổng hét là ổng ngủ nháy. Giờ là không nhậu luôn. Một tháng sợ ổng bị stress á, cứ kêu là thôi anh mời bạn đi nhậu đi. Cái ổng nói không, ở nhà với con. Em cứ nhắc ổng đi đuổi ổng đi nhậu hoài. Ổng kêu chứ bây giờ đâu ai thèm nhậu với tôi nữa đâu. Tại mất bạn chứ. Mất bạn. Đuổi hoài ổng đi mất hết bạn. Như hồi tối đây nè, trước khi lên chương trình á là em nằm ở nhà thì ảnh mới nói là thôi cho ảnh đi uống cà phê với bạn. Cái nói đi taxi xuống tới vừa bấm xe xong thấy lại đi lên cởi đồ nó ủa sao không đi thôi ở nhà chứ làm biếng ở nhà chơi con nhớ nó con, không đi được xíu là nhớ. Ôi, dạ, anh bất ngờ em đúng không á Long Thạnh? Cái đứa gái nó giống em hay giống vợ? Dạ giống em à. Giống ổng. Ôi trời ơi bởi vậy thì các ông đi đâu biết chắc luôn. Giống ổng biết chắc luôn á. Người ta nói đúng lắm em, như cái đứa gái á nó làm cái người tình kiếp trước của ba nó. Rồi khi em thương con em rồi thì em mới cảm thấy rằng là em quá thương vợ, em có lỗi với vợ nhiều hồi đó. Tức là từ cái đứa con nó làm cái cầu nối cho hai đứa. Em có thấy là nuối tiếc khi mà trước đây mình lại sợ
là sợ có baby chứ. Bây giờ cứ thế không? Không, bây giờ thì em không biết, nếu mà vậy em sẽ lấy vợ sớm hơn 10 năm. Đó thì bây giờ anh nói. Chỉ có một bé thôi hay là hai? Dạ, dạ. Bây giờ đây, em đang năn nỉ đẻ thêm đứa nữa. Năn nỉ? Mà cái gì cũng chủ động chứ vậy? Thường là vợ chồng em ngại mà kêu mày tao lắm nha. Không, cùng lắm là tức cãi lộn thì kêu ông với tôi thôi, bà với tôi thôi. Nhưng mà mỗi lần mà em nói anh thôi đẻ thêm đứa nữa, lỡ rồi em lấy lại dán luôn lần. Quay mặt, mày điên nữa hàng. Mày muốn tao nghỉ lầu ở phát tao chưa đủ bà cả hàng. Cũng nói em vậy. Đứa nữa là chắc em giống anh luôn. Em kể thật xấu của vậy rồi. Bây giờ gió đổi chiều. Gió đổi chiều đi. Cô ấy làm sao? Anh có nghe người phụ nữ nào gia trưởng chưa? Ồ, bà gia trưởng mà. Hôm mà em ngày xưa em nóng tính rồi, bây giờ lấy về em thương vợ thương con em nhịn. Nghĩa là vậy nè. Ví dụ như là vợ chồng em qua TikTok á, là em góp ý giúp được gì, em quyết là phải giống như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, là phải làm theo ý vợ em hết. Em chỉ có toàn quyền trong cái bếp của em thôi, là em nấu em làm gì là đó là quyền của em. Trời ơi, gia trưởng rồi gì nữa, tính xấu kể tiếp em. Là nóng tính nữa, cực kỳ nóng tính luôn. Đã gia trưởng là còn nóng tính dạ nữa. Stress hay là khách hàng đại lý hay là vấn đề gì đó em biết, mà về nhà bắt đầu là sổ cho đầu em. Xong rồi em mới hỏi là tại sao á mà em stress này nọ em xả cho đầu anh, thì giờ em mới kêu là tôi lấy ông về mà tôi stress không xả đầu ông, tôi xả đầu thằng khác nó đánh tôi sao. Siêu gia trưởng, đúng là siêu gia trưởng luôn. Đúng là cứng họng luôn hả? Cứng họng mà chứ biết sao, giờ vợ mình mà sao giờ ông lại giờ quýnh nó. À, quýnh chứ chắc là quýnh lại nữa, dữ lắm á. Vợ em nó dữ, cái nữa là dữ, cực kỳ dữ luôn. Nó vừa gia trưởng, nó vừa nóng tính, nó vừa dữ, ai làm lợi nó. Rồi mức gì là bán hàng ship hàng cho người ta mà người ta không nhận á, mà đòi được tiền ship luôn, dữ dội không? Hay không? Trời ơi trời, không ai bịt được, hơi bị bá đạo luôn á. Bây giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Thực sự là em cũng không có mong muốn vợ em thay đổi gì á. Giống như em kêu là bớt nóng tính đi hay là bớt gia trưởng đi, chắc chắn là sẽ không bao giờ làm được. Đó là bản năng rồi. Mình cưới người ta thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Nếu mà người ta thay đổi thành một con người khác rồi, không còn là cái người mà mình yêu nữa. Nên là em cũng không có mong thay đổi nữa. Nhưng mà lúc em yêu anh em đâu có vậy đâu. Tại vì em giấu chứ không phải vậy. Rồi vậy giờ vợ muốn còn thay đổi gì nữa không? Em đang muốn chồng em đừng có thay đổi nữa. Nghĩa là vậy được rồi. Vậy được rồi. Ổng thay đổi quá là mình thấy nó lạ quá. Với lại là sợ con khác nó hốt mất. Tốt quá, hốt mất. Hiện tại em cảm thấy cái cuộc sống của em như thế nào? Hiện tại em cảm thấy cuộc sống của em rất là hạnh phúc rồi. Yes, đã không? Dạ, đã. Vợ mà nó không chửi, nó không mắng là nhiều khi mình cũng là bất hạnh đó. Mình là bất hạnh đó, đúng không? Ok. Rồi, không. Còn một điều nữa chị muốn nói với bạn vợ. Em đừng bao giờ nghĩ là cái tính nóng của em không thay đổi được. Em phải nghĩ là em thay đổi được những lúc mà mình thuận thảo với nhau, đúng không? Em nóng tính ok có thể được thì chồng em có thể bỏ qua được, nhưng mà em phải nhớ đến một lúc nào đó, đến một, ví dụ như hôm đó người em nó mệt, nó hơi bị mệt, sức khỏe nó không được tốt, đúng không? Hoặc là em đang bị một cái chuyện gì bực bội trong lòng, đùng cái vợ nó vẫn chứng nào tật nó vẫn nóng, thì lúc đó có thể em sẽ không nhịn được. Và khi em không nhịn được rồi bộc phát lên thì rất là mệt. Ok nhé. Thay đổi nha. Xin cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.